Được rồi, được rồi, được rồi. Hư rè phải không bán chị, hư rè phải không? Đúng rồi, bữa nay có tình yêu mới cô ơi. Bây giờ công chuyện là làm cái gì? Công chuyện là làm cái gì? Là phải coi từng món đồ thì rè lắm, chứ không lắm đó. Biết Facebook nè, anh Nhân mua nè. Cơm, cơm. Nãy mà không cắm gì mà vô chị này, mới cắm gì mà vô nè. Nghe nghe lại. Alo alo, mấy anh chị nghe chưa mấy anh chị? Alo mấy anh chị nghe em nói gì chưa? Ờ nghe rồi đó, nghe rồi đó. Ui con này bánh nặng quá. Được chưa? Sao nó gió như vậy? Cái quạt này coi nó đưa qua đâu vậy? Đưa qua mai cái nào, cái mấy cái gì mà rè dữ vậy? Rồi trong thời gian mà nghe mà nhỏ nghe nghe biết kinh dần rồi biết cầu rồi. Đây nhỏ dây đi. Hello mấy bạn, phải trước nha. Trước hôm nay á là ngày rằm á, nên bạn ấy có tin yêu tao tương trai thì đi tranh thủ đi sớm đi, chứ hôm nay đợi em trễ lắm á. Alo alo alo, mấy anh chị nghe không mấy anh chị ơi? Sáng sớm mà cái mấy cái bị trục chặt rồi. Ê coi thử cái màn hình này nè, coi coi em chút xuống đúng không, cho chút lên xíu đi. Ok rồi á, rồi ok mấy anh chị, rồi ok rồi ha. Hôm nay thì em sẽ lên hôm nay rằm hết, đúng rồi hôm nay rằm. Rồi con cảm ơn cô Thu Trương nha. Đây mấy anh chị, hôm nay em lên những cái dạng lắc tay minh mảnh nè. Trời ơi đẹp lắm mấy anh chị ơi. Đây mấy anh chị, những cái lô lắc mảnh này ha. Trời ơi hôm nay em chắc chắn sẽ sale cho mấy anh chị nè. Rất đẹp không mấy anh chị ha. Từng cái lắc món, lắc da mảnh mảnh thôi. Tầm khoảng là có mấy phân đến một chỉ nè ha. Rất là nhiều mẫu mã nha. Còn chị nào muốn mua vàng 9-80 á, thì là em sẽ lên like cho mấy chị chốt luôn nha. Đây, cái lắc con em đang đeo là vàng 9-80 nha mấy anh chị. Rồi, cái này là tầm khoảng là cỡ 2 lượng 3, 2 lượng 4 nha. Cái này khoảng có lượng 7 hơn. Đó, một lượng nè mấy anh chị. Đẹp chưa ạ? Rồi, tiếp theo là những cái dạng lắc tay khoảng tầm 5 chỉ ha. À, có nhẫn con gà không á, như là không có nhẫn con gà. Mà cái này nó có nhẫn con cún nè mấy anh chị nè. Có nhẫn con cún nè. Đó. Đây mấy anh chị, những cái lắc vàng 9-80 lắc bảng nè, rất là đẹp nha. Đó. Rồi xong rồi, đây cái này là vàng 9-80 nha quý anh chị. Hôm nay em bán với vàng 9-80 là giá với lại 5.250.000 trên một chỉ. Còn vàng 610 là 3.340 một chỉ không quý anh chị. Hôm nay vàng lên rồi mấy anh chị ơi, vàng lên rồi. Rồi
có vòng tay nha, có vòng tay luôn. À, em lên nhẫn kim tiền rồi, nhẫn kim tiền bao nhiêu vàng tình yêu ơi thì comment lên giùm em nha, em sẽ lên cho mấy anh chị luôn. Cái này là dây vàng 980 nha mấy anh chị. Dây vàng 980 nha. Không, để lại còn cái đông kia. Rồi, tiếp theo là những cái mẫu dòng kim cương ha. Dòng kim cương móc máy giả sòn luôn. Rất là sáng em quý anh chị nha. Trọng lượng vàng tầm khoảng là cỡ dao động là 2 chỉ trở lên một chiếc ha, cho đến là 1 lượng, 2 lượng nha quý anh chị. Đó. Em có lên mấy cái mẫu nhẫn phong thủy luôn nè. Rồi, mấy cái mẫu nhẫn kim tiền, tỳ hưu. Đó. Rồi, có thêm mấy cái nhẫn con cá heo nè mấy anh chị nè. Rồi, đầu lai em giới thiệu mẫu chút xíu ha mấy anh chị nha. Xong rồi là có chút gì chút xíu nữa em bán hàng cho mấy anh chị, em sẽ trao tay cho mấy anh chị những cái mẫu đẹp luôn ha. Đây, đây mấy anh chị. Rồi, em có bông 980 đẹp lắm mấy anh chị ơi. Rồi, nhẫn kim tiền 1 chỉ đúng không? Ok, để em coi, em lên luôn cho mấy anh chị cho. 1 chỉ thì có gì mình cứ chốt nha. Xong rồi là mình đo lên tay xong anh chị nha. Còn nếu không vừa chỉnh đi anh chị. Chứ còn ví dụ như mà mình theo đi tay của mình thì nó hơi khó lắm anh chị nha. Thì vàng 980 thì nó dễ nâng lắm anh chị. Đây ha, những cái đôi bông tay vàng 980 luôn nha quý anh chị nè ha. Đây, rất là xinh luôn. Em có là người lớn có mấy anh chị ơi. Rồi sát tay hàng ngày có nè mấy anh chị. Đó, đẹp chưa mấy anh chị. Nói chung là không kém phần sang trọng và quý phái cho mấy anh chị nha. Rất là xinh luôn. Lâu lắm rồi em mới lên nhận cái 80 buổi sáng á mấy anh chị. Đây nè, đó. Mấy anh thấy xinh cho nè, những cái đôi bông tay nha. Tầm khoảng là cỡ 5 phân đến 1 chỉ thôi. Vậy lắc 2 chỉ này 64 là chắc sợ không có nha. Lê Minh Chánh Tài ơi. Ni lơ qua ni quá lớn mình, dòng đường quá nhẹ rồi là sợ không có. Đó, mấy cái bông xinh cho mấy anh chị. Tầm khoảng là cỡ 5 phân 1 chỉ thôi nha. Đây, bông tay hàng ngày cho mấy anh chị luôn nè. Đó, đẹp cho mấy anh chị. Dạ, nhận cái 80 số tiền và còn mấy anh chị nha. Nhẫn ngón giữa hột trắng bao nhiêu em hả? Nhẫn ngón giữa hột trắng. Rồi, tầm khoảng là có 2 chỉ rồi. Đợi em xíu nha mấy anh chị. À, có lên Italy không? Chị Đoàn Yên ơi. Tối hôm nay sẽ lên nhận Italy nha mấy anh chị nha. Tối hôm nay em sẽ lên nhận Italy mấy anh chị. Rồi, em đang đây là một cái kiền nhận 610 còn cái mặt là nhận 980 mấy anh chị ha. Một cái kiền là 610 còn cái mặt là 980. Đây ha. Rồi, em có lên những cái mẫu mặt nè. Đó. Để cho mấy anh chị mặc cẩm thạch nha, mà cái này là mấy anh chị nghe chơi nè, vàng 980 mấy anh chị. Vàng 980 ha. Xuất sắc chưa mấy anh chị? Ơi, cậu nói cái này nghe nè. À, chơi gì xem vòng tay khoảng 6 chỉ. Ok, có luôn chị Nga Bùi. Đây mấy anh chị, cái này là vàng 980 ha, tầm khoảng là cỡ là 5 phân hơn thôi. Hơn 5 phân là mình có đôi mấy anh chị ha. Đây. Đó. Tiếp theo một cái nữa là em có một cái mặt dây chuyền luôn, mà cái chuyền di lặc nè mấy anh chị nè. Di lặc vàng 980 nha. Đây, để cho mấy anh chị trọng lượng vàng tầm khoảng là có hơn 3 chỉ nha. Có thêm những cái mặt lá bồ đề luôn nè mấy anh chị. À, mặt có thành hai vòng tròn bao nhiêu con hả? Rồi đợi xíu con báo giá cho mấy anh chị ơi nha, đợi xíu con báo giá cho. Đây ạ. À. Đây, cái mặt túi tiền vàng 980 nha quý anh chị nha, tầm khoảng là cỡ 5 phân một cái nè. Rồi mặt cái mặt phạt lá bồ đề luôn. Tầm khoảng 1 chỉ nha quý anh chị. Rồi ok, đợi con xíu con lên cho mấy cô nha. À, nhẫn ngón dưới giọt nước bao nhiêu em? Giờ đợi xíu em báo giá cho chị Tâm Nguyên nha. Đợi em xíu chị gái, em mới thiệu mẫu xong rồi cái gì em báo giá cho mấy anh chị cho. Đây à, mặt cẩm thạch lá bồ đề luôn mấy anh chị. Mặt phạt lá bồ đề ha, tầm khoảng là cỡ 5 phân. Rất là xinh nha mấy anh chị ha. Trời ơi, đẹp lắm mấy anh chị. Xuất sắc nha. Hôm nay là em có lên thêm là dây liền mặt luôn nè mấy anh chị nè. Đây ha, dây liền mặt luôn. Đó. Rồi chị nào muốn mua kiền á là 1 lượng, 2 lượng thì bên em có đầy đủ ha. Kiền của vàng 610, 1 lượng, 2 lượng. Lên luôn khỏi báo giá là mấy chị không biết chừng á chị ơi. Ví dụ như bình thường chị thích chị chốt thì nó không nói gì. Chứ còn ví dụ như mà mấy chị kia mà muốn mua thì cũng biết giá nữa nên chị đợi em xin báo giá nha. Em chào chị Duyên Ca. Em chào Duyên Ca nha. Hôm nay vàng chúng tôi mua đẹp lắm mấy chị. Đẹp cực kỳ luôn ha mấy chị ha. Em nói là phải xuất sắc cho mấy chị. Đây nè, em có nhẫn nam luôn, có nhẫn có tiền thì đợi xíu tình yêu ơi, đợi xíu lên cho mấy anh chị nha. Đây là một cái mâm vàng 980 nha quý anh chị. Rồi tiếp theo đây nữa là một cái mâm vàng là 610. Đây nè mấy anh chị, hôm nay là có những cái lắc tay mảnh mảnh bao đẹp cho mấy anh chị luôn. Mấy anh thấy chưa mấy anh chị? Trời ơi, tất cả những cái sản phẩm mà hôm nay em lên là em sale hết cho mấy anh chị luôn nha. Em sale tới bến luôn. À, con cầm lên con giật tí hai vòng tròn. Rồi ok con. Rồi hôm nay là em có lên đồ nhiều lắm. Mấy anh chị muốn mua gì thì comment lên cho em nha. Đồ phong thủy có luôn nè. Đồ nặng vàng có luôn nha quý anh chị.
đây có máy lót tay mà chị nào mà ở nước ngoài mà không thích hộ có mấy anh chị mình đeo những cái dạng này em nói là phải bao đẹp nha. Và vòng đẹp có thì viên cao nhưng mà cái vòng hôm bữa chị hỏi em á là cái đó nó chỉ có ni tay số ni tay 54 lận, sợ chỉnh đi nó nhiều quá nó không được á chị viên cao, sợ chỉnh đi nhiều quá không được nghe mấy anh chị nha. Rồi chị Đoàn Yên nè, chị Đoàn Yên ở nước ngoài chị muốn mua cái gì thì comment lên giùm em nha, ví dụ như chị thích mua cái gì thì comment lên giùm em sẽ lên cho mấy anh chị luôn. Rồi một cái mặt dây chuyền đây là 5 phân 14 nè, nhân cho 5250 ha, tiền công sale này là chỉ có là 390.000 thôi mấy anh chị, tiền công sale là 390 nha. Rồi cái này là 3.089.000, con rảnh này con đứng lên tiền nè. Rồi tiền công sale là 390, cái mặt dây chuyền cẩm thạch vàng 980 em quý anh chị nha, vàng cẩm thạch 980 luôn. Ok, rồi cái này tiền công sale là 390 thôi, 3.089.000, 3089 là mình có đơn nha, nhắn cho con. Rồi tiếp theo là lên một cái nhẫn nghe giọt nước ở cho coi mặt cẩm thạch vàng 980 em mới vừa lên luôn các mấy anh chị. Em chào chị Hiền nha, em chào chị Hiền. Dạ chưa chị Mỹ Lê Nguyễn ơi, dạ chưa chị, đây này mấy anh chị, mặt cẩm thạch vàng 980 ha, trời nó xinh, nó xinh nó đẹp mấy anh chị. Đây nè, còn cái mặt này cũng xinh lắm nè mấy anh chị nè, cái mặt này ở trong của nó này nó có hoa nha, có hoa nó xay luôn được các mấy anh chị, xay được luôn ha. Trời ơi cái này cũng quá là xinh luôn nè, 5 phân 33 nha, nhân cho 5250. Rồi ok lên nhẫn kim tiền, tiền công sale là chỉ có là 390 luôn, tiền công sale là 390 luôn các mấy anh chị nha. Cái này là 3.188.000, 3188 là mình có đôi nha quý anh chị, 3.188.000 nha, mặt cẩm thạch vàng 980. Rồi đợi vậy chút, con nhờ ai ra lấy gì nhẫn nha, nhẫn kim tiền vàng 980 đi, chỉ hai chỉ lo đi vậy. Vậy là thích cái dòng đó hả? Thích cái dòng đó là, nhưng mà em không biết là bán được cái đó ấy được không nữa chứ, cái chỉnh này được không nữa chứ. Nhưng mà sợ em thầy nghĩ tay chị nhỏ mà chị, tay nhỏ mà mình đeo được không nha. Chứ còn ví dụ như sợ mà cái tay mà cái dòng nó đi lớn mà chỉnh này lại đi nhỏ á, mà sợ nhiều lúc nó không đẹp á. Chị Hiền ơi, em chào chị Hiền nha. Chị hôm nay muốn mua gì chị Hiền ơi? Rồi một cái nhẫn giọt nước luôn. Rồi em chào cái đến hình chị Út Phan ơi. Dạ sáng hôm nay á là em lên vàng 980 tình yêu ơi, là tối hôm nay mới lên vàng Italy tình yêu nha. Dạ tối hôm nay mới lên vàng Italy chị, là hôm nay là 6 giờ tối với mấy anh chị ơi, là chị Châu sẽ lên vàng Italy cho mấy anh chị cháu nha. Dây với không đặt hả? Ok. Rồi 3188 em cháu kìa Tiết Mai nha. Rồi Tiết Mai vô alo giùm em đó chị, con cái gì dây chưa? Rồi em có một cái nhẫn này mấy chị nè, một cái nhẫn giọt nước nha, ni tay số 12, 1.088, chị Trâm Nguyên vừa nãy hỏi nè, nhân gia 3340 ha, tiền công xéo này là chỉ có là 370.000. Rồi 4.004.000. Ok, 4.004.000 là mình có đơn cho quý anh chị nha, một cái nhẫn kiểu giọt nước luôn ha, 4.004.000 là mình có đơn, tiền công sẽ là 370.000. Ni tay số 12. À ok chị, em có một cái nhẫn con mèo thần tài luôn, con mèo luôn nè mấy chị nè. Con mèo thần tài vàng 980 ha. Rồi xin chào mấy chị. Nhẫn con mèo vàng 980. Rồi tiếp theo em sẽ lên một cái lô này nè mấy chị. Cái lô này em mới nhập về nè. À giờ chưa chị ơi, giờ chưa chị đổi tên lại được chưa chị tình yêu ơi? Chị phải đổi tên lại đi rồi mới nhận được tiền hả chị? Đây em sẽ đi lên một cái nhẫn bản nha, nhẫn bản em cũng biết lên gì nhẫn gì nữa tình yêu ơi. Cái này là em có hai lô cho mấy anh chị nha. Đây mấy anh chị, cái nhẫn này là vàng 980 nha quý anh chị. Cái này là mình không có chỉnh đi chỉnh sai được nha, mình không có chỉnh đi chỉnh sai được. Lô lạc năm chỉ em có luôn. Có nhẫn hoa hồng lưới mặt nhỏ ni nhỏ không chị ạ? À? Nhẫn hoa hồng lưới là tầm khoảng 2 chỉ mấy được không chị Thanh Anh ơi? Rồi cái này là vàng túi, nhẫn túi tiền vàng 980 nha quý anh chị ha, vàng 980 luôn. Trời ơi nó xinh mấy anh chị, trọng lượng vàng tầm khoảng là cái 4 phân 1 nha, nhân 5250. Rồi tiền công này em xem mấy chị là chỉ có là
380 một chiếc nha quý anh chị. Cái này 380 một chiếc nha, là 2 triệu. Rồi 2 triệu 533 ngàn. 2533 là mình có đơn nha. Chị nào mà có đi tay sau đây thì mình hãy chốt nha. Chị Nga Trần ơi, là cái kỳ em đang đeo chị ơi, là cái kỳ nha. Cái này em có đi tay số 15. Ni số 15 là một chiếc nè. Ni số 15 một chiếc, ni số 14 là một chiếc luôn. Rồi ni tay số 14 là hai chiếc. Rồi một cái ni 15 và ba cái ni 14 mấy chị ơi. Chị nào mà đúng ni tay của mình hãy chốt nha, vì cái dạng nhẫn túi tiền này là em không có chỉnh sai chỉnh ni được. À, một chiếc ni 15 em nhé, rồi kim đằng kim. Rồi một chiếc ni 15. Rồi ok, một chiếc ni 14 chị Hiền Nguyễn. À vậy là ok chị Vivi Trần nha. Rồi em mấy chị ơi, lấy cái này thì comment giùm em nha. Em còn 2 chiếc ni 14 mấy anh chị. 2 triệu 533 là mình có đơn nha. Tiền công là 308. 2533 là mình có đơn nha quý anh chị ha. 2 triệu 533 là mình có đơn. Chị nào mà đi tay vừa mới lấy nha mấy anh chị, còn không vừa lại không chỉnh đi được nha. Mình có thể là đặt lại thôi. Rồi em còn 2 đơn là em hết nha mấy anh chị. Em qua mẫu này nha. Em sẽ lên một cái mẫu nữa là con mèo. Con mèo nó kêu meo meo. Cô chụp hình rồi, cô gửi qua Mỹ, cô chờ hồi trả lời con mua giùm nghe con. Dạ ok cô Thu Trương, dạ ok cô. Được không? Rồi, tiếp theo em sẽ lên. Ok chị Hiền. Em sẽ lên một cái mặt túi tiền luôn mấy anh chị. Một cái mặt túi tiền luôn nè. À muốn mua mà đi lớn quá hả? Chị lấy đi số mấy, đi số 10 được không? Nên nếu mà đi số 10 thì em cứ chốt cho đi. Rồi ví dụ như có gì đó là lên công ty em lấy về cho. Chứ còn đi số 8, 9 thì em có nha. Đi số 10, 11 thì chắc có á. Được không chị Duyên Cao ơi? À lấy chị 2533 ok. Chị khen chị Khuyên Hoàng chiến hoãn đầu mà không ấy trả lời. Rồi em trả cho Kiên Trung nha. Nè em lên nhẫn túi tiền đi như chị. Dạ em có bóng đi tay luôn cho mình đó tình yêu ơi. Em sẽ lên một cái mặt túi tiền luôn cho mấy anh chị dành cho 80 nha. Ủa rồi cái mặt cái đâu rồi? Cái này mới về hàng luôn mấy anh chị, chưa làm tem luôn nha mấy anh chị nha, chưa làm tem, chưa nhập tem luôn. À, nhẫn túi tiền vàng gì em, giờ em đang lên vàng 90 giùm mấy anh chị nha. Chị Khuyên Hoàng ơi, chị vô alo giùm em tình yêu ơi. À, nhẫn thằng Tài lên cho em bây giờ em lên luôn cho. Em lên cái túi tiền này, cái em xong em lên cho mấy anh chị nha. Cái này là 4 x 54 nè ha, nhân 5250 một chỉ. Rồi tiền công xéo này là chỉ có là 270 ngàn. Rồi cái mặt túi tiền hàng Tài mấy anh chị, hai tiền công là xéo là 270 nha. 2 triệu 654 ngàn. 2654 là mình có rồi nha quý anh chị. Dạ chiến khoản chưa lại 1 triệu thứ hộ có chị Kiên Trung nha. Chiến khoản chưa lại 1 triệu thứ hộ mấy anh chị. Đơn hàng ở Việt Nam là phí ship là 50 ngàn hết nha. Rồi chị Khả Như là 2533 rồi em hết đơn nha mấy anh chị nha. Bông mặt bông máy giờ có mấy anh chị. Dạ có bằng 610 luôn Cindy Lam ơi. Nhưng mà cái đó 610 là mình lên mẫu khác cho mấy anh chị. Biết nè con. Nhẫn đó 18, ni 18 đặt hả em? Chị muốn cái nhẫn nào mình, nếu mà ni 18 thì em hỏi lên công ty có. Bây giờ em cứ chốt có chị nè. Còn chị muốn thì em lên công ty em lấy việc đi tay lớn hơn cho chị được không? Nếu mà người ta có. Ok không? Rồi chị nào muốn đi tay bao nhiêu thì cái nhẫn túi tiền hồi nãy đó thì comment cho em đi. Rồi sao em lên công ty em lấy về đi tay cho mấy anh chị. Nếu mà có thì em kêu mấy anh chị nha. Còn nếu không có thì là em sẽ báo cho mấy anh chị sau. À 2654 chị chốt rồi ok. Rồi em chốt luôn chơi là chị anh hình một cái nhẫn đó ni 18 cho con. Này ni 18 nè. Rồi cái này là kỳ em đang đeo mấy anh chị nha. Một cái mặt túi tiền luôn. 2 triệu 654 ngàn. 2654 là mình có đôi cho quý anh chị nha. 2 triệu 654 là mình có đơn. Cái này em chỉ còn được 3 đơn thôi mấy anh chị. Em còn được 3 đơn nha. Vàng 9-80. À có nha chị Midobi nha. Dạ có luôn. Cái kỳ em đang đeo mấy anh chị. Nhã ơi cái kiền gì đang đeo. Em tháo cho mấy anh chị coi nè. Đây mấy anh chị. Cái này là kiền bính em đang đeo nha mấy anh chị nha. Kiền bính vào nhau luôn. Cái này là vàng 610 nha quý anh chị. Cái kỳ là vàng 610 nha. Nhẫn của tiền có đi số 8 không hả? Dạ không có số 8 mấy anh chị ơi. Cái đó nó hàng bọng mấy anh chị. 7 chỉ 495 ha. Nhân cho 3350, à 3340. Rồi tiền công xéo này là chỉ có là 790 ngàn. À. Rồi ok, cái này tiền công xéo là cho mấy chị là 790 nha. 25 triệu 823 ngàn. Ok, chị lên thì anh Dung đợi xíu lên cho. Cái này là cái kiền hả mấy chị? Cái kiền là 25 triệu 823 ngàn. Đấy, chị bút. Kiền này là kiền dẻo hả mấy chị ha? Mình có thể cuốn vào nhau được luôn. Dạ, nhẫn tiền nó không có đi bảy gì bùi thì thôi ơi. Còn chị muốn thì em lên công ty rồi em lấy về cho mấy anh chị sau. Rồi cái kiền là 25 triệu 823 ngàn là mình có đơn mấy anh chị nha.
dây chuyền khoảng 4 triệu đi em, rồi ok cóm lên luôn cho. Em có một cái nhẫn con mèo thần tài luôn cho mấy anh chị nè. Con mèo thần tài nha, con mèo nó kêu meo meo. Ôi cái này nó có hai kiểu nè. À 759 rẻ quá hả? Ok. Rồi Kiên Trung ơi, tháo cái like ra cho tin nhắn alo giùm em đi mấy anh chị ơi. Kiên Trung và Kim Trần Kim nha. Dạ có với chị Nam khoảng 3 chỉ luôn, ngăn mua thôi, em có luôn nha. Đây bây giờ em ghi cái kiền này cho em quên nha mấy chị. Em ghi cái kiền nha, cái kiền này. Chị Dây còn đó tình yêu Dây ơi. Còn đó chị nhẫn kim tiền có là tình yêu nè. 25.823. Rồi còn chị nào muốn mua cái mặt cái chiền thì comment cho em nha mấy chị. Mặt cái chiền là vàng 980 nha. Trọng lượng vàng của nó là 7 chỉ 327. 7 chỉ 327 nha quý anh chị ha. Ủa Long Long ộp lại coi Long chứ sao mà nó chụp xuống cuối theo nó luôn á Long. Đây này mấy anh chị. Rồi cái mặt cái chiền nha. Cái này là trọng lượng vàng của nó là 7 chỉ hơn. Giới Văn Lạc Nam đang nằm đó nhiêu hả? Giới Văn Lạc Nam. À cái này vàng 980 chị ngăn môn. Chị muốn lên vàng 810 đúng không tình yêu? Hôm nay em có lên hai loại vàng hả mấy anh chị? Ví dụ mình muốn lên cái loại vàng nào thì mình comment cho em nha. Em sẽ lên cho đó cho mấy anh chị cho. Rồi cái kiền là 25.823 ngày là mình có đơn ha. Là một cái kiền. Rồi tiếp theo em sẽ lên một cái mẫu con mèo hoàng tài cho mấy anh chị cho chị. Cho nó khỏi lộn nè mấy anh chị nè. Con mèo thần tài rồi cái gì nữa đây. Ôi sao nó có mỗi thứ mỗi kiểu này mấy anh chị nè. À lên nhẫn kim tiền rồi ok, lên nhẫn kim tiền luôn cho mấy anh chị bây giờ luôn nha. Còn nữa mấy anh chị nha, còn nữa nè, còn mấy cái nhẫn kim tiền chữ lộc chữ tài nữa mấy anh chị. Ok, giờ chưa có chị Mỹ Liên Nguyễn ơi, giờ chưa có chị. Nó có không lên cho chị cho, công ty nó chưa có hàng tình yêu ơi. Dạ có nhãn con rùa gì vậy? Long rớt Long ơi, rớt nè. Ủa? con cái này là người ta bỏ vô người ta căng cho mình nè, hiểu không? Là xong rồi con bỏ cái bịch nó vô lại chứ con làm rớt cái đó là xong luôn á. Dạ nhẫn kiếm tiền không dày không hột dạ có chị. Ủa cái này bao nhiêu vàng quên mất bà rồi. Cái bịch đĩa đâu rồi. Vòng dưới mâm là em có từ trọng lượng là khoảng là từ 2 chỉ hơn cho đến là 1 lượng mấy anh chị. Ôi không được rồi Nhã ơi. À chị qua bác xin ra trang cũ hả? Rồi chị vô cái trang mà em đang đây đi tình yêu ơi. Chị vô trang em đang đây cho. Cái này là cái lắc tay chiền ơi, cái lắc tay vàng 610 cái chiền. Lắc tay người tình yêu nha. Ủa cái bịch này máu rớt xuống đầu ta. Cái bịch này nè, cái bịch này nó có trọng lượng vàng với lại không, cái đó bịch riêng á. Đưa gì cái bịch đây. Cái mặt cái chiền á đeo có tầm dây chỉ được á chị, chỉ chứ hơn được nha. À. Nè Nhã ơi. Cái này nè con đưa qua diễn căn lại em gì đi. Đưa diễn qua căn lại em gì, cái bịch mới bỏ xuống nó bay mất tiêu à. Cái bịch đó con giữ lại nha chứ đồ hàng mới nhập ra đó. Mấy anh chị đợi em một xíu mấy anh chị ha, đợi em một xíu đi, cái đó em. Cái tài. Gì nữa ra nữa gì. Ok ok điểm coi cám lên cho. Rồi em có hai cái nhẫn chữ kim tiền mấy chị nha, kim tiền chữ tài luôn, kim tiền chữ tài em có luôn nè mấy anh chị nè. Rồi có nhẫn kim tiền một chỉ luôn, một chỉ hơn luôn có luôn, một chỉ hai chỉ có luôn nè mấy anh chị ha. Ok kim tiền chữ tài là để em đo đi tay nha mấy chị, vì cái này là không có chỉnh đi được nha, không chỉnh đi chỉnh sai được luôn. Cái này em có ni số 10, ni số 10 ha, một chiếc ni số 10.5. Dạ có dây điện mặt luôn chị ơi, có dây điện mặt nha, đợi xíu lên cho nhiều lắm. Và ni số 12 mấy anh chị. Cái này em có hai ni tay nha, ni số 10.5 với lại ni số 12. Rồi trọng lượng vàng thì tầm khoảng là cỡ là 5. Ủa. À trọng lượng vàng tầm khoảng là cỡ là 4 phân nha mấy anh chị ha, 4 phân nhân cái 5250, tiền công sale là 290 nha mấy anh chị. Tiền công sale là 290 nha. Rồi cái này là 2.390.000 là mình có đơn.
2390 là mình có đơn mấy anh chị nha. 2.390.000 là mình có đơn nha. Có này 14 không hả? Cái này 14 là em mới lấy công ty về chị Hiền ơi. Đồng ý em lấy công ty về cho mấy anh chị nha. Rồi tiền công sale là 290.000. Chung cái bịch túi lọc hột màu gì chị? Ờ vậy hả? Cái đứa bịch đó gì? Đứa bịch lại gì? Đây mấy anh chị. Rồi cái này là 2.390.000 là mình có đơn. 2.390 là mình có đơn nha quý anh chị. Nhãn kim tiền nha. À nhãn kia kim tiền chữ tài. Chữ tài nha mấy anh chị. Kim tiền chữ tài nha. Tại không có loại gì vàng tí rồi em. Dạ có chị. Nhưng mà ví dụ chị muốn đeo căng xứng thì là mình lấy cỡ đó. Cái lô mới chốt đâu? Cái cúc pháp. Cái cúc pháp thì cái này chỉ cần cái tờ giấy mà trọng lượng á con à. Cái con này thiệt chứ. Không phải, cái này là người ta mới nhập ra, người ta chưa có cái nhập, người ta căng trọng lượng, hiểu không? Có tiền công luôn. Chứ để nó bị sai. Nó sai là bán nó đỡ luôn á chị nội. Bốn phần này. Rồi. Nhãn kim tiền đi 10.5 rồi 2390. Rồi ok em cháu có chị đoàn yên nha. Nghe con. Rồi đợi em xíu mấy anh chị. Mấy cái này thì nó hơi khó một xíu mấy anh chị nha. Vì nó chưa nhập tem đâu. Cái này đâu đi tay nữa mấy anh chị. Chị Gia Hy còn nó không chị Gia Hy ơi. Cái nhãn kim tiền là Gia Hy nè. Một chỉ không 18 mà Gia Hy nha. Rồi lấy chị Hiền đi 12 luôn ha. Rồi em hết luôn. Hai cái nhãn em hết luôn. Giờ chưa về mấy chị ơi. Giờ chưa về mấy anh chị. Nè. Tuần kích chủ đề cáo á. Rồi màu chỉ có 18 nhân cho 5250 nha mấy anh chị nha. Tiền công của này em sale cho mấy anh chị là chỉ có là 203 thôi. Rồi 5.575.000. Tiền công sale mấy anh chị là 203 nha. 5.575.000 là mình có đơn à. Rồi 5575 là mình có đơn nha quý anh chị. Nhãn kim tiền nha. Chị Gia Hy cái lấy thì comment giùm em. Rồi tiếp theo là một cái lô nữa đây mấy anh chị nè. Một cái lô con mà nhãn luôn nha. Ok, cái nhãn luôn. Em có một cái nhãn con mèo thần tài đó mấy anh chị nè. Nói chung khuôn nó là mèo thần tài hết đó mấy anh chị. Lên vòng cặp đi chị hả? Rồi ok có em lên cho. Đây mấy anh chị ha. Rồi 5575 em cháu có dây là một cái nhãn nha. Rồi chị thương người nói chị vô tin nhắn Zalo giùm em đi chị yêu ơi. Rồi nhân viên em sẽ hướng dẫn cho mình là cách gửi hàng vào đổi hoặc là vào sửa anh chị nha. Mấy chị thương hình nha. Rồi em có hai cái mẫu này nè mấy anh chị. Con mèo thần tài luôn nha. Trọng lượng vàng tầm khoảng là cái 4 phân 1 nhân cái 5250 ha. Tiền công xe mấy chị là chỉ có là tiền công xe có là 320 mấy anh chị nha. Tiền công xe mấy chị là 320 cho. Dạ có luôn chị Đoàn Yên. Dạ có nhãn kim tiền 6-10 nha. Tiền công xe là 320. Rồi cái con này á là ni tay số 12. Cái con này ni tay số 12 này mấy anh chị. Rồi tiếp theo là mũi con này ni tay số 16.5. À, chị nào mà ni lớn thì lấy nha. Ni 16.5 mà ni số 12. 4 phân 1 nhân cho 5250. Tiền công xe là 320. Rồi cái này là 2.473.000. 2473 là mình có đơn nha quý anh chị nha. 2.473 là mình có đơn. À, chị mặc lá bồ đề hả? Rồi ok có ấm lên luôn cho. Mặc lá bồ đề chị lấy một chỉ hay 5 phân chị Trần Lisa ơi. Trần Lisa lấy một chỉ hay 5 phân. Có mặc hello cái ti màu xanh. Lấy ni 16 á, lấy ni 16 cho chị Hiền luôn. Có mặc hello cái ti màu xanh vàng 6-10 cho bé 3 tuổi không em? Dạ có chị Cindy Lam nha. Chị Thanh Hương 2473 là chị lấy ni bao nhiêu tình yêu Thanh Hương ơi? Chị Thanh Hương chị lấy ni bao nhiêu tình yêu ơi? Em còn nãy em có báo lên tay á mấy anh chị, mình lấy cái ni nào để lại lên tay giùm em nha. Chị Duyên Cao nếu mà ni số 10 là chị phải chị chứ có cháu đi để em lấy ni tay cho chị cho. Bùi Thu ni 16 á chị. Để hỏi chị Yên ơi mấy con mèo này chị lấy chị cháu đơn rồi lấy đi tay vậy sao được không? Kêu bị động lực lượng kêu. Con hỏi Diễn ơi, con qua hỏi Diễn ơi, mấy cái này chị cháu rồi lấy đi về tay về sao được không? À, có hai thứ à, ok nhãn chị cháu có về nhãn chị cháu đợi xíu mấy bạn xuống dưới đơn tay giùm em cho ni 12 rồi ok ni 12 nè. Ni 16 rồi Thanh Hương ni 12. Lá bồ đề bao nhiêu em? Ok. Ok chị lấy kiểu ngón trỏ nha em. Rồi kiểu ngón trỏ này cho chị Duyên Cao là ni số 10. Rồi dây dơ lôi giùm em dây ơi. Chị ni 16 rồi ok em biết rồi mấy chị. Ni số 10. Lá bồ đề đợi em một xíu không mấy chị?
Rồi mấy chị vô alo giùm em mấy chị nha, vì mấy cái mẫu này là em không có chỉnh sai được, nên là em bán là mấy chị có trên tay mới lấy về. Rồi chị bao ben inbox, ok tình yêu ơi, inbox cho chị bao ben nè. Đây. Ủa nhìn trong cái bịch này luôn phải không con? Trong bịch này luôn. Rồi tiếp theo lên một cái lô nữa nè mấy anh chị, lô một cái này nữa nha. Dạ có nhắn mò kim tiền móc máy, có nhắn mò. Em có bông luôn chị ơi, nhưng mà không có bông kim tiền, chị tiếc mai nha. Bông kim tiền vàng 610 thì có. Có vàng 910 thì không có. Chị ơi gì đó nè. Có nhắn mò kim tiền này lắm á chị. Tê tê lê ơi. Hàng mới về luôn nha. Có con đơn à. À em có đi 16 không hả? Đi 16 là phải lên công ty lấy về chị Bùi Thu được không chị? Đồng ý không nè. Đồng ý thì chuyển khoản cọc cho em lên công ty lấy về cho mấy chị cho. Cái này đi tay số 12. Đi số 12 nha. Một chiếc đi số 12 nè. Một chiếc đi tay số 15. Một chiếc đi tay số 15 nè mấy anh chị. À, mặt đang đeo kiền 2 chỉ được không em? Có bị nặng không? Dạ cái mặt là vàng 980 chị My Nguyễn ơi. Mặt 980 chị 7 chỉ hơn á. Đọc đi 16 á nhưng mà chị Hiền Nguyễn chốt rồi chị Bùi Thu ơi. Rồi. À... hai tháng chị về chị gái chị đó. Ok chị Khai La Phương ok nha. Rồi em có hai cái này 15 mấy anh chị ơi. Em có hai cái này 15 mấy chị nha. Trời ơi bây giờ sao bán nữa mấy anh chị. Mỗi cái nó kiểu kiểu đó. Nó kiểu 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 nè. Cái gì cái này không bán mèo hoàng tài này mà cái này con. Con gì đây. Lấy cái 10 một lượng và có chị bay ơi. Hình như là cái này con. Con gấu nó ôm cái bình hồ lô rồi mấy anh chị này lấy hai cái này đi. Lấy cái này cho dễ mấy anh chị. Lắp đi đợi con xíu con lên cho mấy cô cho. Cái này đi 15. Rồi đi 15 16 nè mấy anh chị nè. Rồi con mèo này đi 16 nha. Cái này đi 16 nè. Rồi con mèo này đi 15. Đó. Nhãn kim tiền với 10 này số mấy chị hả? Giờ chị lấy đi tay số mấy chị là cũng có chị Đằng Huệ nha. Từ đi số 11 12 vậy đó lên đó chị. Còn ví dụ mà đi tay mình không có đúng đi thì mình chỉnh đi cho mấy chị nha. Trọng lượng vàng tầm khoảng là cái 4 phân 1 nhân cho 5250 ha. Tiền công xéo này là chỉ có là 320 ngàn. Đây mấy anh chị ơi, cái này là mình lấy thì để lại báo giùm em là 2 triệu rưỡi với mấy anh chị. Cái này tính 2 triệu rưỡi nha. 2 triệu rưỡi thì là mình căng lên, nhiều lúc có xe thích trọng lượng tùy theo chiếc, tùy theo nơi tay mấy anh chị ha. Tiền công mình nhớ cho em là 320 là được rồi. Tiền công là 320 mấy anh chị ha. Tiền công là 320. 2 triệu rưỡi là mình có đơn. Em có nơi tay số, em có nơi tay số 10, 15 với lại 16 ha. Là 2 chiếc. Nhẫn mo, nhẫn mo kim tiền là 1 chỉ 023. Rồi tiền công xe chấm vậy là 250. Rồi chị Bùi Thu chuyển khoản cho em anh chị nha. Chị nào mà chuyển khoản trước là có đơn trước cho quý anh chị và được nơi tay yêu cầu trước nha. Còn chị nào chuyển khoản sau nếu mà không có nơi tay sẽ lên công ty lấy về cho mấy anh chị. Dạ vàng thật nha chị, vàng thật vàng 9-10 à. Rồi 5 triệu 6 năm 21 nha chị My Nguyễn ơi. 5621 là mình có đơn cho chị nha. 5621. Ủa này có này chụp hình nữa nè con nè. Rồi 5621 là mình có đơn nha. Cái nhẫn mò. Nhẫn mò à. Dạ kim tiền gì lấy mấy chị Trần Huy ơi. Gì lấy mấy chị. Ba bè em có luôn mấy anh chị. Rồi cái này 5 triệu 6 năm 21 là cái nhẫn mo kim tiền ha. Rồi cái nhẫn này 16 cháu gì Bùi Thu nè. Bùi Thu vô alo giùm em tình yêu nha. Tiền công là 320 một chiếc. Có nhẫn học bạc luôn. Nhẫn coi có nhẫn chữ tài xe 1 không ạ? Xe 1 là không có gì mi đâu bây giờ. Cái đó mấy chị muốn lấy sai thì bữa sau em sẽ lên cho mấy anh chị nha. Bữa sau em sẽ lên cho mấy anh chị cho. Để con này em đây nè. Rồi em qua mẫu nha, em qua mẫu cho mấy anh chị ha. Cái gì lên gì nữa quên mất tiêu rồi ta. À lên mấy chị muốn lên lá bồ đề đúng không? Đây lá bồ đề đây mấy anh chị. Nê tai ha chị, nê tai chắc nê số 11 quá chị ơi, chị My Nguyễn ơi. Chắc nê số 11 quá. Em có một cái mặt lá bồ đề ha. Mặt lá bồ đề luôn. Cái này trọng lượng vàng của nó là 1 chỉ lá 1. Nhân cho 5250 ha. Tiền công sale mặt lá bồ đề này là chỉ có là 320 ngàn thôi mấy anh chị ơi. Tiền công sale là 320 nha. Rồi lên lá 9-10 bao nhiêu chỉ tình yêu Su Di Huỳnh ơi. Comment lên giùm em nha. Rồi cái này 5 triệu 623 ngàn. Tiền công là 320 nha quý anh chị ha. 5623 là mình có đơn ha. 5 triệu 623 là mình có đơn à. Rồi 5623 là mình có đơn nha mấy anh chị. Mặt lá bồ đề nha. Mặt dây chuyền lá bồ đề nha quý anh chị. Cô Đằng Lisa có lấy thì lấy đi cô. Như Trang cầm. Rồi còn chị nào muốn lên bông tai nữa không nè. Bông tai dành cho 80 nha mấy anh chị nha. Bông tai dành cho 80 rất là xinh luôn. Để chưa mấy anh chị. Rồi em có lắc tay bản một lượng luôn nè mấy anh chị nè. Còn chị Yên Dâu yêu cầu đúng không tình yêu ơi.
phạm giờ phải yêu cầu cái này không chị yêu ơi, thì phải này thì comment giùm em nha. Chị gái nào nãy hỏi em là cái gì á mà cái gì chuyện ba chỉ với nam còn đó không chị? Cái này em chụp hình chưa? Lấy đó xong mình đi qua diễn nhập ra trước đi nha con. Rồi em có hai cái nhẫn vàng lạc luôn mấy anh chị. Em có hai cái nhẫn vàng lạc vàng 9-80 nha mấy anh chị. À, tôi lấy lá bồ đề hả? Ok, tôi lấy lá bồ đề. Cái gì? Rồi, lá bồ đề tiền công là 320 ha, lá bồ đề là 5.623.000. Cô Dĩ ơi, cô Đặng Lisa lấy đi cô. Đặng Lisa lấy đi cô nè, chị Đồng Yên gì đó lấy đi nè. À, lá Quan Âm hả? Lá bồ đề Quan Âm hả? Ủa, lá Quan Âm. Là cô lấy cái này hay sao cô? Cô Đặng Lisa. Cô Đặng Lisa lấy này hay sao? Cô lấy này để lại giùm con là 5623 giùm con nha. Còn cái lá bồ đề Quan Âm hả? Lá bồ đề Quan Âm là con không có. Khoan lạc, đợi xíu em đo lên tay mấy chị cho. Em còn cái này nữa nè. Nhẫn tròn chị bao nhiêu hả? Nhẫn tròn. Dạ nhẫn tròn, nhẫn này á mấy chị. Chứ nhẫn có nạch nhiêu em á? Đổ lên nhẫn này người ta. Rồi cô ơi, còn cái này là Quan Âm nè. Quan Âm là hình cảm thạch này cô nè. Lấy thật là mê giùm con nha. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái gì đây mấy anh chị cho nè. Rồi cái nhẫn quan lạc luôn là em có đi tay số 15.5 và đi tay số 13 mấy anh chị ơi. 15.5 và số 13 mấy anh chị nha. Trọng lượng vàng tầm khoảng là có 6.6 nè. Cô Trần Lisa lấy cái nào thì comment giùm con đi cô ơi. Rồi trọng lượng nhà khoảng 6.6 nhân 5250 ha. Rồi tiền công xe này là chỉ có là 390.000 mấy anh chị ơi. Tiền công xe là 390.000. Rồi tiền công xe là 390.000 mấy anh chị nha. Vòng dưới 80 mấy chị và em. Dạ cái đó thì em có tầm khoảng là cỡ làm 2 chỉ hơn cho đến 1 lượng mấy anh chị nha. Rồi tiền công xe này là 390. Em có ni 15.5 với lại ni 13 mấy anh chị. 15.5 và 13 mấy anh chị nha. Rồi 3.855.000. 3.855 là mình có đôi mấy anh chị. Em bông bạc em có gì trong mình nha. Đợi em xíu lên cho mấy chị cho. Rồi 3855 là mình có đơn à. Rồi cứ nhẫn quan lạc chị là chốt, đó có đi tay chốt giùm em nha. Em không chỉnh đi được cho mấy anh chị. Những cái vàng này em nói trước nha. Chị nào mua trên live á mà hoặc là mua tại tiệm em cũng vậy thôi. Là những cái này á là hàng bọng nha mấy anh chị. Là mình đem mình phải giữ nha. Mình đây là mình phải giữ nha quý anh chị nha. Chứ còn mình không giữ là nó sẽ mốt mà nó sẽ bị gãy ha mấy anh chị ha. Cái đó thì em nói trước cho mấy anh chị. Đồng ý thì mình hãy mua nha mấy anh chị nha. Dạ không có đi số 10 mấy anh chị ơi. Đi số 13 và đi số 15.5. 15.5 thì chốt của chị Vivi Trần nè. Rồi tiền công là 390 mấy chị ha. Em còn một chiếc ni 13 là em hết mấy anh chị ơi. Em còn một chiếc ni 13 là em hết nha mấy anh chị. Trọng lượng mà tầm khoảng là có 6.6 nha. Em còn một chiếc ni 13 là em hết. Rồi tiếp theo là em sẽ lên một cái nhẫn nè. Con mèo hoàng tài cho mấy anh chị nè. Con mèo hoàng tài nha. Trọng lượng như là 9.72. Rồi tiền công sẽ con mèo hoàng tài này là chỉ có là 220.000 thôi. Rồi 5.323.000. 5.323 là mình có đơn mấy anh chị nha. Rồi 5.323 là mình có đơn. Rồi bông tai hình kim cương giờ có luôn mấy anh chị. Đây em có lên một cái mặt Quan Âm luôn. Một cái mặt Quan Âm là 9.88 nha. Nhân giá vàng 5.250 ha. Rồi tiền công sẽ là chỉ có là 430.000 thôi mấy anh chị ơi. Tiền công vừa đá vừa gia công luôn. Mà chỉ có là 430.000 thôi nha. 5.617.000. Lịnh rồi lịnh. Rồi 5.617 là mình có đơn mấy anh chị nha. 5.617.000 tiền công sẽ là 430.000. Rồi mặt cẩm thạch Quan Âm ha. Hôm mai luôn. 5.617.000. 5.617 là mình có đơn nha quý anh chị ha. 5.617.000 là mình có đơn. Rồi, chị nào chốt thì comment giùm em nha. Chị nào chốt thì comment giùm em 5.617. Ở phía sau có bao phủ một cái lớp vàng luôn. Rồi, 5.617 em qua mẫu ha. 5.617.000 em qua mẫu cho mấy anh chị nha. Rồi, 5.617 em chốt đơn cho Đoàn Yên là một đơn nè. Em có một cái mặt cái chuyện cẩm thạch luôn nè mấy anh chị. Một cái mặt cái chuyện cẩm thạch luôn nha. Trọng lượng như là một chỉ lấy 3 nha. Nhân cái 5.250. Rồi, tiền công xe cái mặt này là chỉ có là 320.000 thôi mấy anh chị ơi. Dạ có là 610 đó chị ơi. Rồi tiền công xe cho mấy chị là 320 nha. Rồi cái này là 5.728.000. Rồi 5728 là mình có đôi cho quý anh chị nha.
5.728.000 là mình có đơn. Đó, tiền công sale cho mấy chị là 320 nha. 5.728 là mình có đơn. Tiền công sale là 320 thôi. Mấy anh chị muốn lên nhà sách 10 thì comment lên giùm em đi mấy anh chị. Em lên hết cho mấy anh chị nha. Trời. Đoàn Yên nè. Đoàn Yên một đơn vô lo giùm em như Đoàn Yên nha. Cái nào mà kêu không được là kêu gì nha con. Rồi, tiếp theo bây giờ lên cái gì để mấy anh chị? Lên một cái gì đây mấy anh chị comment lên giùm em nha. Em có lên là một cái nhẫn kim tiền luôn. Baby Trần nè. Chị này mà chú đã thành công rồi thì vô tin nhắn alo giùm em mấy anh chị nha. Vô tin nhắn alo giùm em đi, mình mới có đơn cho mấy anh chị. Dây tầm 2 chị trở lại có luôn. Dây chuyền chỉ tới 10 đúng không chị May Dubai? Đúng không? Em lên cái này luôn cho nó nóng hổi luôn nè mấy anh chị nè. Chiếc con giữa hả? Chiếc con giữa là 5.621.000 chị May Nguyễn. Thì tay số 11, 12 vậy chị. Rồi cái này ni số 14 ha. Ni số 15. Rồi em có hai chiếc ni số 14 và ni số 15. Mới nhỏ là lính, phải lính, mở mấy con vô. Rồi cái này là 7 phân nha. Nhân cho 5250. Rồi tiền công xéo này là chỉ có là. Rồi tiền công xéo là chỉ có là 420.000 mấy anh chị nha. Rồi tiền công sẽ là 420.000. Bồi 4.095.000. Rồi 4.095 là mình có đơn à. Rồi 4.095 là mình có đơn nha mấy anh chị nha. 4.095 là mình có đơn. Tiền công sẽ là 420.000 à. Nhẫn kim tiền nha mấy anh chị ha. Nhẫn kim tiền rất là xinh luôn. Hàng là hàng bọng mấy anh chị, khung bọng nha. Nhẫn bông hột bạc chi. Ok, nhẫn bông bạc có luôn tình yêu nha. Có luôn. Bây giờ lên một cái nhẫn kim tiền đi vàng 610 nha. Ok không? Chiếc ngón giữa có đi số 8 không? Dạ chị ơi, cái này nhẫn đúc quá vậy, chị muốn thì cắt bớt được nha chị My Nguyễn nha. Cái này đi số 12 chị ơi, chị muốn cắt bớt được. Đi số 11 hả chị? Đi số 11. Mấy số 1 không có là chị My Nguyễn ơi, không có chị ơi. Mặt bông mai cẩm thạch, chị Nguyễn Nguyễn. Chị Thu Thảo nè, hồi nãy em có lên nè. Đưa lại cái mặt bông gì chụp hình, chị đưa lên chị Thu Thảo thôi các con. Mặt bông của Đồng Yên cháu á. Mặt bông của Đồng Yên cháu á. Đây là chị Thu Thảo, Thảo Thu nè. Mặt bông là tình yêu nè. Mặt bông tiền công xe là 430 nha tình yêu nha. 5.617.000. 567 là mình có đơn nha. 5.617.000 là mình có đơn. Chị đó thì comment giùm em 567 chị là chiến khoản cho em. Chị lại 1 triệu thu hộ tình yêu nha. Rồi chiến khoản cho em, chị lại 1 triệu thu hộ chị. Em có mặt hộp bạc luôn nè mấy anh chị nè. Mặt hộp bạc nha, hộp bạc có mấy anh chị nha. Mặt bạc nha, hộp bạc có luôn. Lấy nào thì comment lên giùm em sẽ lên cho mấy anh chị. Lắc kim tiền chỉ tới 10 giờ có luôn chị. Đây chị ơi, lắc kim tiền chỉ tới 10 nha, nhẹ nhất là 3 chị với tình yêu nha. Không lấy không phạt hả? Lấy không phạt á là có mặt vuông chị ơi, chứ còn không có gì tình yêu ơi. Không có cái người tình yêu. Còn không là chị lấy cái này nè chị nè. Còn không mà lấy vàng này nha chị nha. Còn không mà lấy vàng này thôi. Cái tiền công là 3.089.000. Đó. Rồi em qua mấy anh chị, em qua nha. Rồi chị nào mà hỏi nhẫn nam ba chỉ nữa không mấy anh chị? Nhẫn nam ba bốn chỉ em có luôn nha. Rồi cái nhẫn này hả chị? Cái nhẫn này là 5.621.000 tình yêu ơi. 5.621. Có dây xương cá không hả? Dạ dây xương, dây vảy cá dạ có chị Hương Huỳnh ơi. Màu chỉ 023 nè, nhân cái 5250 ha. Rồi cái này tiền công là 250 mấy chị ơi, tiền công là 250 nha. 5.621.000. 5621 là mình có đơn đó chị ơi. Còn chị lấy cái chỉnh đi lại nha chị. Bây giờ em sẽ qua là một cái nhẫn kim tiền đôi cho mấy chị nè. Một cái lô nhẫn kim tiền đôi cho mấy chị nha. Rồi mấy chị ơi, em có nhẫn lông dơi phong thủy luôn á mấy chị. Muốn lên này thì comment lại giùm em nha. Em sẽ lên cho mấy chị nè. Còn chị nào muốn lên lắc thì lên cho em nha. Nhẫn này hả chị, nhẫn này em báo giá rồi nè. Em có ni 13 hả chị Gia Huy ơi. Tiền công là 420, 4.095.000. Không chỉnh đi chỉnh sai được cho mấy anh chị nha. Không chỉnh đi sai được nha. Em báo trước cho mấy anh chị để mất công mấy anh chị chốt mà chỉnh đi là không có. Trần Ngọc Song Hương ơi, vậy em có hả chị? Dạ có 5 chị hả tình yêu ơi. Còn chị nào muốn lên dòng anh mảnh không thì hôm nay em có dòng anh mảnh em lên luôn cho mấy anh chị nè. Ok.
Mấy anh chị muốn lên nhắn kim tiền đâu hay đâu nè, em lên cho mấy anh chị nè. Ok cho em xem lại xíu rồi, ok đợi xíu em đưa lại cho. Nhã ơi, chụp hình xong chưa? Xong hết rồi. Hai cái nhẫn này chị ưng đó thì em lên công ty em lấy về cho mấy chị nha. Cứ chị nào cháu chiến khoản cho em đi, để em lấy cho mấy chị ra lên đấy. Dạ có, đẹp lắm á chị Duyên Cao, em có luôn á, đợi xíu lên cho. Mặt kia đang đeo hả chị, mặt kia đang đeo. Dạ chỉnh đi tốn phí á chị nha, chỉnh đi tốn phí à. Nhẫn lông voi á, nhẫn lông voi mình cứ chấu đi rồi nhân viên ra ngoài sẽ lấy cái tay cho mình nghe Lê Minh Chánh Tài nha. Rồi em có một cái nhẫn kim tiền đâu nè, 4x44 nhân cho 3 3 4 42 mấy chị. Tiền công sale là chỉ có là 225.000 tiền công á chị nha. Rồi 1.703.000 là mình có đơn, 1.703 là mình có đơn cho mấy chị nha. 1.703 là mình có đơn nhẫn kim tiền đôi. Chị nào cháu thầy comment giùm em nha. Chị nào cháu thầy comment giùm em 1.703 là mình có đơn. Rồi cái mặt cái chuyền lên nha em, chị chào. Ok, mặt cái chuyền mấy chị á. Địa chỉ 327. Rồi, cái mặt cái chị em đang đây là dàn 90 cho mấy anh chị. 7 chỉ 327 nha, nhân cho 5 5250 ha. Tiền công sale là 690 ha. Rồi, cái mặt cái chị em đang đeo mấy anh chị là 39.157.000. 39.157.000. Rồi 1703 thì chốt 3 chiếc cho chị nha. Cái này em có đủ này với chị zip dao ơi, có đủ này luôn. Dạ rồi chốt đi ngay, em chốt luôn cho chị Vi Trần nha. Nhẫn kim tiền hay tình yêu nha. Lên lại giúp em nhẫn kim tiền đang đeo niềm ba với. Rồi 1703 chốt Nghi Dương nè. Mấy anh chị ơi chốt đơn cái nào chắc đó giùm em không mấy anh chị nha. Chốt nào chắc đó giùm em không mấy anh chị. Rồi chị nào nữa thì comment giùm em nha. Nhẫn kim tiền đôi luôn 1.703.000. Tiền công sale chỉ có là 225.000 thôi. Ok chị Lan ơi, hình là cái nhẫn này mình đi 18 đúng không? Rồi ok, để em có em lấy cho chị nha. Rồi cái nhẫn này là ni tay số, con số gì đây? Ni số 10, 14 là 15 mấy anh chị. Rồi Dương Nguyễn nói gì nói đi, nói đi tình yêu ơi. Rồi ni số 13, có là 14.5. Tiền công xe là 420 nha quý anh chị. Rồi tiền công xe là 420 nha. Dạ có ni 15 luôn á chị yêu ơi. Rồi tiền công xe là 420, 4.095.000. 4095 là mình có đơn nha quý anh chị nha. 4.095 là mình có đơn. Rồi nhẫn kim tiền em qua mẫu cho mấy anh chị nha. 1.703.000 tiền công sale bánh nóc nhà luôn 225.000. Rồi chị ơi. Em qua bán cho chị. Dạ bằng thẳng luôn chị Duyên Cao, bằng thẳng luôn. Lên giúp em nhẫn kim tiền lên đây dính. Đây là chị, em lên em báo giá nãy giờ nè tình yêu nè. Chị ơi, cái nhẫn này nè chị nè. Cái nhẫn này á là 4.095.000 đó chị. Rồi qua mẫu nha. Rồi chị Lan ơi, hình là chốt á. Chị Lan này là lấy cái nhẫn này nè. Vòng kim cương 3 chỉ á, 3 x 5 = 15 tình yêu ơi, tầm khoảng là cỡ là 16 7 triệu á chị. Nè con. Bỏ vô. Nè. Thấy biểu xuống là con tự động con lấy lên cho chị nha. Còn chị ơi, chị có cháu có nhẫn đó không chị? Hen. Mà cái chuyện đây chị Duyên Cao ơi, mà cái chuyện đây nha. À đúng rồi, chị ơi gì đó. À 4095 đi mấy hả? Chị gì đó? Chị trên hình, em có nêu 13 với lại 14.5 trên hình ơi. Nếu mà cái đó lên đi 13 thì 12 mình đeo vừa mấy anh chị nha, 13 12 mình đeo vừa. Dạ nhẫn kim tiền đó em có đủ đi mấy anh chị, em có đủ đi nha. Còn cho chị ra. Chị gì đó, chị My Dubi lấy cái dây này, My Dubi nè. Tiền công rồi đợi xíu chị, tiền công đợi xíu báo giá cho. Cái này là 2 chỉ 289. Ok tình yêu em đi đợi em nha, nhân cho 5250 ha. Tiền công xéo này là chỉ có là 250 thôi. Nếu một chưa có hàng chị Trinh Hình ơi, chị muốn thì mình đặt cọc lại cho em 500 đem lên công ty em lấy về cho mấy anh chị nha. À, rồi cái này là 12.267.000 tình yêu ơi, tình yêu của em chị My Dubi ơi. Rồi cái này là 12.267.000 nha mấy chị nha. Vàng 980 nha. Vàng 980 em đang lên cho mấy anh chị nè. Rồi Mỹ Xuyến nói là nói lại cái gì á chị? Nhẫn kim tiền hay nhẫn nào tình yêu ơi? 12.267.000 nha. 12.267.000 là mình có đơn.
12.267.000 là mình có đơn dây chuyền vàng 980 cho mấy anh chị luôn. Nhãn ố em đeo bao nhiêu hả? Để em đo đeo tay máy em báo giá cho mấy anh chị nha. Nhãn ố em đang đeo đeo tay là số 8 nha mấy anh chị. Thì số 8 nha. Rồi tiền công xeo này là chỉ có là 200.000 mấy anh chị nha. 3340 tiền công xeo 200.000. 1.583.000. 1583 là mình có đơn mấy anh chị nha. Cái đó khoảng 4 tấc 7 vậy chị ơi. Rồi 1.583.000. Rồi cái nhãn kim tiền 90 mỹ xíu thôi là 4.095.000 tình yêu nha. Tiền công xe là 420 à. Rồi em qua mẫu nha mấy anh chị nha. Qua mẫu nha, hôm nay đồ đẹp quá mấy anh chị ơi. Nhãn nam tầm 2 chỉ hả? Tầm 2 chỉ là tầm 2 chỉ là hơi mỏng quá chị. Nha chị Phạm Thị Kim Lan ơi. Cái đó em hôm nay em lên tầm khoảng có 4 chỉ á mấy anh chị. À hôm nay em có lên nhãn nam nữa mấy anh chị. Em có lên mấy cái nhãn nam nè mấy anh chị nè. Ôi có mấy cái nhẫn nam luôn ha. Trời ơi đẹp lắm á mấy anh chị. Nhẫn nam này mấy anh chị nè. Đó nhẫn nam người lớn tuổi có nha. Và trẻ trẻ có luôn. Nó khoảng tầm 4 tấc rưỡi 5 tấc vậy chị My Ruby ơi. Đây ha mấy cái nhẫn nam nè. Mà trời ơi mình xi lên một cái cho mấy anh chị. Em nói là bao đẹp cho mấy anh chị luôn ha. Xuất sắc luôn nha mấy anh chị. Rồi à, lên một cái dây nữa cho chị nè. Dài của em. Trời ơi dài quá phải cắt bớt chị ơi. Dài mình cắt bớt nha dễ mà. Dài cắt bớt chị. Còn không thì chị lấy cái này nè 4 tấc rưỡi nè chị nè. Chỉ hơn nè. Cái này chỉ nè. 1 chỉ. Nè chị. Cái này nó có 1 chỉ với 1 chỉ rưỡi nè mấy anh chị nè. Dòng cẩm thạch đó. Vậy có thể em đâu có lên đâu chị Mimi Nguyên ơi. À lắc cẩm thạch đó chị, lắc cẩm thạch khoảng đi 54 nha. Khoảng 54, 56 vậy mấy chị ơi. Cái này chỉ với là chỉ rưỡi, chị lấy cái nào chị comment giùm em đem lên cho mấy chị cho. Rồi lên cái gì nữa đó mấy chị. Lên một cái này nữa nha cho mấy chị nè. À lên bông hả, lên bông rồi để em coi có em lên cho chị nha, bông bạc nha. Em đang nhập ra một lô bông tai nhiều lắm mấy chị ơi. Nhiều cực kỳ nhiều luôn ha. Ôi em có một cái những con cúng nè mấy chị. Có chị nở những con cúng này không nè. Có một cái những con cúng nha. Giếp dao cháu có nhẫn kim tiền vô alo giùm em cái đó tình yêu ơi. Vô alo giùm em cái nha mấy chị nha. Em lấy hình qua được nha. Rồi có lên thêm một cái lô nhẫn manh ảnh cho mấy chị luôn nè. Dây chỉ công 1,5 kg. Dây con bé 1,5 kg cho chị luôn. À, nhẫn con cúng bao nhiêu bà chị? À ok rồi xíu lên nhẫn con cúng cho. Vậy em đi bên nét còn đó không tình yêu ơi? Còn đó không nè. Lên nhẫn cho nè em đi bên nét ơi. Nhẫn con cúng cái thước. Má ơi quá rồi một tình rồi. Dạ cái đó không đi 50 mình phải cắt bớt hả chị Mimi Nguyên nha. Phải cắt bớt chị. Em đi bên nét đâu rồi? Có đó không dám nhắm lại em cái coi. Dạ nhẫn nam chứ tính môi là có cái gì là chiều nay lên cho chị hoặc trưa nay lên nha. Rồi cái này là chỉ có là 4 tấc rưỡi thôi chị ơi. Chị Tiền Ngọc quá cho gì chưa xong Tiền Ngọc ơi. 4 tấc rưỡi chị ơi được không chị chứ còn không có 5 tấc. 1 chỉ 512 nè. Nhân gia 3340 nha tiền công sale 203 thôi. Rồi cái này 5.280.000. 5280 tình yêu ơi. 5.280.000 nha chị lấy thay comment giùm em đi chị ơi. 5.280. Rồi còn chị nào muốn lên nhắn nam nữa thì em lên cho mấy anh chị luôn nha. Lấy thì comment giùm em anh chị được nha. Rồi tiếp theo lên cái gì nữa đó mấy chị. Lên một cái mặt dây chuyền cho mấy anh chị nè. Một cái mặt dây chuyền à. Neo thiền luôn nha. Rồi một cái nhẫn con cúng luôn. Một cái nhẫn con cúng cho mấy anh chị luôn nè. Nhã ơi cho gì một cái mâm. Mâm gì em gì ra. Thôi khỏi con. Khỏi có rồi. Cái nhẫn con cúng mới tháo ra rồi mất tiêu rồi. À, còn dây 5280 không em Diễm Nguyễn Chi Chiên. Dạ dây 5280 hả chị. Để em qua mẫu khác mình chốt được không chị ơi. Chị Diễm Chi Nguyễn ơi được không chị. Chứ em sợ người đó không còn nữa. Cái đời em mất cao em chốt bừa nữa. Con không đợi em chút để em ra ngoài em coi có không. Coi cái này ngoài kia còn không. Nhẫn nam màu xanh bao nhiêu em. Rồi nhẫn nam màu xanh đợi em báo giá cho mấy chị luôn nha.
Rồi ok chị Đồng Yên, đợi xíu em coi còn không lấy cho mấy chị nha. Còn không còn em sẽ lên mẫu khác cho mấy chị chốt cho. Yên tâm đi. À em có những cái tiêu nè mấy anh chị nè. Sợi dây 12 triệu mấy hả? Sợi dây nào 12 triệu mấy ta? Dạ, cái dây đó dàn 9-80 được không chị Subin ơi? Cái đó dàn 9-80 đó chị ơi. Rồi cái này ha, cái này là cái nhẫn con cúng nè mấy anh chị nè. Một cái nhẫn con cúng nha. Rồi Nhi Dương để coi em có em lên cho. Ok chị Đồng Yên, đợi em xíu em lựa cho. À vậy con ơi, nhẫn hột xanh hả? Hột xanh nó có hột đỏ đủ màu luôn á. Rồi, chào đệ tử nha, ngay trà, chào đệ tử ngay trà, 1 chỉ 285 nhân cho 3 340 mấy anh chị. Rồi tiền công sẽ là chỉ có là 390 thôi mấy anh chị nha. Tiền công sẽ 390 nha mấy anh chị. Rồi 4.682.000. Tiền công sẽ là 390 nha. Rồi 4682 là mình có đơn à. 4.682 là mình có đơn nha mấy anh chị. Ni tay số 18 nha. Ni số 18 luôn. 4.682.000. Cái nhẫn con cúng đẹp quá mấy anh chị ơi. À, chứ nhẫn con giữa bao nhiêu hả? Nhẫn con giữa hột trắng á phải không chị Út Phan ơi? Phải không chị? Con cúng là con gì? Con cúng. Con cúng là con chó đó. Em nói mấy chị nghe nha, chút xíu nữa em lên cho mấy anh chị nè. Mấy cái này nè, đẹp lắm mấy anh chị ơi, lắc tay cho mấy anh chị. Lắc tay nè, trời ơi, mới là phải nhức nhối nha. Đợi em xíu mà lên này phải có kiên nhẫn mấy anh chị ơi. Phải có kiên nhẫn nha, đợi em một xíu em lên cho. À, cái giá hột xanh đây. Đúng đi bao nhiêu? À, chứ cái đi tay. Cái nhẫn mà đi tay em đeo vừa mấy anh chị là tầm khoảng là có đi số 11, có đi số 14 mấy anh chị nha. Cái nhẫn màu xanh nè, nơ tay số 21. Cái nhẫn màu đỏ, nơ tay số 21. Cái mặt cái chuyện con heo đại ca chưa có về. À, bữa nào đại ca về, đại ca lên nha. À, nhẫn màu xanh nơ tay có đi số 90 là mình lấy. Rồi để em coi có lên cho. Có không con? Có đây hả? À? Mấy chị đây. Chị có nè. 2,5 chỉ mà cho nổi. 2,5 chỉ mà 1,5 chỉ thôi chứ. Chị ơi em có dây chỉ cong 1 chỉ nè chị nè. Có nó xích nhẹ luôn. Có dây chỉ cong 1 chỉ như Dương nha. Còn chị nào mà hồi nãy mà yêu cầu em lên cái dây với lại cái mặt chung đó thì để em qua mẫu khác cho mấy anh chị nha. Để em qua mẫu khác cho. Em còn nhiều mẫu đẹp đó mấy anh chị. Chứ còn cái mẫu kia em hết rồi. Đây mấy anh chị nè. Cái nhẫn này là ni tay là hồi nãy em có báo ni cho mấy anh chị rồi đúng không? Đây ha. Cái này em có 4-5 màu gì lần mấy anh chị. Trọng lượng vàng tầm khoảng là cái là 3,7, 3,8 nha. À, 3,8 mà lẻ mấy đây. 3,8 lẻ 6 nè. Nhân gia 3,3 40 ha. Tiền công sale giống như là chỉ có là 790.000 thôi. Rồi chị lấy chỉ cần 1 chỉ. Rồi Diễm Chi Nguyễn nha, chỉ cần 1 chỉ nè. Rồi tiền công sale là 200.000 đó chị. Tiền công sale 200.000 nha. Rồi vô cháu đơn chỉ khoảng đủ cái này đi chung với lại mặc cái chuyện không chị. Tiền công sale 200.000. Dạ cái này chỉnh một hai số được á chị. Chị Duyên Cao chỉnh một hai số đều được á. Rồi hôm nay mấy nhẫn năm gì đẹp lắm anh chị ơi. Rồi tiền công sẽ là 790 cho mấy anh chị nè. Chị nào muốn lên lắc chân thì em lên lắc chân cho mấy anh chị luôn nha. Tiền công sẽ là 790. Rồi cái này là 3,8. 3,806. Nhân cho 3,340 ha. Tiền công sẽ là 790. Rồi cái này là 13.500. 13.502 mấy anh chị ơi. Dây hả chị? Dây điểm lên mẫu khác nha chị Nhiên Nguyên nha. Chị cái cháu bóng tiêu rồi. À nó có đi 12 à. Rồi cái này là 13.502.000. 13.502.000 là mình có đơn mới vậy nha. Mới 8 tuổi hả à? Rồi 13.502 là mình có đơn chị Phương Linh nha. Nãy chị hỏi nè. Chị là cháu comment giùm em nhẫn nam nha. Rồi tiếp theo là một cái nhẫn. Vậy là bông sen kẻ hả? Bông tai em có màu trà. Em có màu trà chị ơi. Màu trà trong đây có băm này hết rồi, để bữa sau lên được không? Được không chị? Màu trà để bữa sau em sợ em lên cho. Chứ còn này không có màu trà chị ơi. Em có cái dạng bông mo này được không nè. Chứ còn bông màu trà em hết rồi. Màu trà đó em đang nhập về mấy chị. Em đang nhập về tới mấy trăm đơn lận. Dây bính 3,5 em không có hàng tình yêu ơi. Có bính khoảng 5 số chỉ vậy mấy anh chị. Trời có một hình con bướm bướm mấy chị nha. Có một hình con bướm bướm luôn. Chị Duyên Cao đợi em xíu em lên cái dây chuyền xong cái em qua cho chị nha. Chị
vậy hả trời ơi. Chị Đoàn Yên ơi, chị còn không Đoàn Yên? Chị Đoàn Yên ơi, cái dây này chị nè, cái dây này chị đeo với lại cái mặt hồi nãy được được á chị ơi. Cái này là trọng lượng vàng của nó là một chỉ 445 nha tình yêu nha, nhân cho 3340 ha. Tiền công sale là 207. Lấy màu xanh nha, tiền công sale là 207 nè mấy anh chị nè. Cái này là 5.096.000. 5096 là mình có đơn rồi mấy anh chị. 5096 là mình có đơn nha. Rồi vậy đó. Rồi 5.096.000 chị Đoàn Yên. Cái mặt hồi nãy là đẹp á chị, đẹp gái luôn nha. Đó, đẹp mà chắc chắn nữa này mấy chị nè. Rồi 5.096.000. Đồng ý lấy thử ok giùm em nha, em lên cái mẫu này cho chị nha. Rồi chị Phương Linh lấy màu xanh. Chị Phương Linh ra tiệm lấy liền đúng không chị Phương Linh ơi? Chị Phương Linh ra tiệm lấy liền đúng không nè? Đúng rồi ok giùm em chị Phương Linh nha. Tiền công sale cho chị là chỉ có là 790.000 thôi mấy chị. Rồi tiền công sale là 790, con tự tính tiền ngân nhanh lên nha con. Dạ anh Minh Nguyên Vũ ơi, vậy em chưa có à, em chưa có. Chị tính kia 790 là con nhanh lên nha con nha. Bỏ vào đẹp lắm chị ơi, bỏ vào đẹp. Em đưa chị coi luôn nè. Em đưa lên cho mấy chị coi nha, rồi em lên vài cái mặt cái chiền nữa mấy chị. Trời ơi mặt cái chiền bữa chút gà tiệm lấy mà chút gà tiệm lấy khổ gơ luôn á. Khổ gơ luôn à. Đây, chị ơi, đây là chị nè. Chị muốn thì em xây cái dây này lên cho chị nó đậm đậm một xíu đó chị nha, cho đẹp gái luôn. Đó, ok chưa? Trời ơi, bán hàng quá có tâm luôn mấy anh chị. Bán hàng quá có tâm luôn nha. Đây, đây một cái mặt nè. Cái dây nè mấy anh chị nè. Cái dây qua mẫu nha. Vàng xi trắng là bao nhiêu tiền em ơi? Vàng xi trắng hả? Dạ vàng xi trắng thì tùy theo mẫu chị sắp bông nha. Tùy theo mẫu chị. Nói chung là IC là bên em đi xây dùm cho mấy chị thôi, chứ còn cái lời lỗ về tiền xây đâu mấy anh chị. Chị Thuận Vương Thuận Mỹ cho còn nó tình yêu ơi. Cái nhẫn này em có đi số 10 nè chị gái nè. Vòng tay hả mấy chị? Ok xây lên đậm màu xíu ok mấy anh chị em biết mà. Cái vòng hột trắng em đây bao nhiêu tiền công? Đây mấy anh chị. Cái này á, ly tay khoảng 56-58 đây vừa mấy anh chị nha. Cái này là 8 chị 888 nhân ra 3340 ha. Tiền công sale cho mấy anh chị á là 1.650.000 mấy anh chị ơi. Rồi cái này là 31.336.000. 31.336.000 là mình có đôi cho mấy anh chị nha. Tiền công sale là 1.650, phun tắm đều hết luôn. 31.336.000 là mình có đơn. Rồi cái lá hột trắng em quý anh chị nha, một cái lá hột trắng luôn, 31.336.000. Lên một cái vàng nhẫn lên một cái vàng nhẫn lô tôi các anh chị luôn nè. Rồi em cháu cho mình rồi chị ơi, em cháu rồi nha. Chỉnh này chỉnh được không? Giờ chỉnh này chỉnh được chị ơi, được được. Em có đủ màu luôn nè mấy anh chị nè, cái này em có đủ màu nha. Rồi em có đủ màu cho mấy anh chị luôn á. Rồi có cái nhẫn đinh vàng sách 10 luôn nè mấy anh chị nè. Chị Nga, chị Lan, Lan Anh Hình ơi. Hồi bữa trước mua này nè, mua cái gì nè. Tình yêu ơi, bữa trước mua cái dòng đinh đầu nè. Cái dòng đinh đầu lấy luôn, nhẫn đinh đi. Rồi cái này thì em có đủ màu nè mấy anh chị. Bông em đang đeo hả? Lá dứt xanh, bông đang đeo bông gì vậy ta? À bông đang đeo bông lá tim. Có lót tay dây không chị? Dạ có, dạ có. Ôi, cái bông đang đeo như chắc mấy chị. À tìm này, nhẫn xanh này hết chín hả? Dạ cái nhẫn xanh này con cháu cho chị kia mất tiêu rồi cô Liễu ơi. Con cháu chị kia mất tiêu rồi, mà cái này đi số 10 phải chỉnh đi lại rồi cô. Con còn có hai màu rồi cô ơi. Tiền công sale là chỉ có là 250 thôi. Tiền công sale là 250 các mấy anh chị. Nhẫn đinh bao nhiêu ok, đợi em một số thiếu các mấy anh chị nha chị Thuận Mỹ nè. À cái còn em còn cái nhẫn hột đen hả? Cái hột đen đi số 14 rồi chị Tatale ơi. Chị muốn lấy thì em chỉnh đi lại cho mấy anh chị nha. Hồi nãy á mấy anh chị, lúc đầu á em lên á em lựa đủ màu luôn á cho mấy anh chị luôn á. Mà xong giờ á em bư như gà bư rồi. À nhã hột đen đây chính chị. Hột đen đây chính là không có đi số 9. Mấy chị đồng ý không? Chỉnh đi cho nè cho mấy chị. Đồng ý thì em chỉnh đi nha. Chứ còn không có đi số 9 nha mấy anh chị. Không có đi số 9. Rồi chắc là hết rồi đó. Ni mấy hả? Chị ơi, chị Tatala đồng ý không nè? Em còn màu đen với màu đỏ mấy anh chị ơi. Em còn màu đen với màu đỏ mấy anh chị. Ni số mấy đợi em ở trên hình nha.
trọng lượng vàng là 4 vân 14 nha, nhân cho 3 ba 40 ha. Tiền công sale cho mấy chị là chỉ có là 250. Rồi cái nhẫn này là 1.633.000. 1633 là mình có đơn mấy chị nha. 1.633.000 á chị, trên hình chị Thuận Mỹ ơi. 1633 nè. Còn cái nhẫn đinh đi số mấy, con số gì ra, con số gì ra? Con số 13. Con số 13 nha tình yêu nha. Rồi tiền công sale cái này á là bao nhiêu đây mấy chị? Tiền công sale là chỉ có là 230 thôi nha. Rồi tiền công sale là 230. Phương Linh ơi, Zalo giùm em Phương Linh ơi, 2.371.000 chị ơi. 2.371.000 là mình có đơn nha mấy chị nha. Rồi lấy màu đen cho chị tele nè. Ở đâu nữa, màu đen đâu nữa? Ủa cái gì? Lấy màu đen hả? À màu đen đúng rồi, nãy màu đen còn. Các bạn ơi, bán hàng cho từ sản phẩm 1. Rồi ok lấy, ok chị. À nhẫn con út chị ni mấy hả? Ni số 8 á chị Thảo Minh ơi. Ni số 8 nha mấy chị. Em còn cái màu đỏ mấy chị nha. À em có nhẫn tỳ hưu đỏ, đỏ tuổi không em hả? Tỳ hưu màu đỏ không chị, phải không? Tỳ hưu màu đỏ phải không? Hả sao chị? Đúng rồi, ok dùm em anh chị nha. 13 rộng, để chỉnh đi lên trên hình ơi. Chỉnh đi lại cho chị được. Ơi, còn màu vàng đó mấy chị nè. Còn màu vàng với màu đỏ đó nha. 1633 còn màu vàng với màu đỏ đó mấy anh chị. 1.633.000 là còn màu vàng màu đỏ đó mấy anh chị nha. Dạ, có xi măng không? Dạ, xi măng có đó chị. Dạ, có xi măng nha. Rồi con số gì đây, con số gì đây, rồi mấy anh chị ơi, cái màu gì đây, cái màu gì đây mấy anh chị. Ờ hôm nay có những nam đường kính hả? Trời ơi, mình in like mình không có bán những nam đường kính đâu mấy anh chị. Mình thích cái màu này thì mình chốt nha. Rồi còn mình hỏi đi tay cho nhân viên sau. Chứ còn đo lên tay hỏi đường kính nữa chắc chết luôn á mấy anh chị. À nhẫn tỳ hưu màu đỏ. Hình như là chưa mấy anh chị ơi, hồi chưa có nhẫn tỳ hưu màu đỏ mấy anh chị. Bây giờ lên một cái mặt cái chuyền cho mấy anh chị nè. Cho chị viên cao của em nè, đợi lâu rồi nè. À có cái nhẫn thỏi vàng không nè mấy anh chị nè. Có nhẫn thỏi vàng đi nhỏ nhỏ nha. Đi nhỏ nhỏ luôn. À, kiếm có một chiếc thanh dương nữa chính hả? Thanh dương hả cô? Cô rồi thanh dương là cô thấy rồi, đợi con buổi chiều nha cô nha. À nhẫn hột vàng đi mấy hả? Nhẫn hột vàng chắc đi số mấy đây? Nhẫn hột vàng đi số, đi số 10. À 163 đỏ đi 14 được không em? Chị ơi chị muốn lấy màu đỏ thì đi 14 á chị, là chị phải chỉnh đi nha chị nha. Phải chỉnh đi chị ơi, vì cái này đi màu đỏ đi tay số 10 thôi. Chị đồng ý không? Đồng ý chỉnh đi nha chị. Hả à, ngay trả hả, ngay trả hỏi gì vậy ta mà chấm 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 người ta. Mặt dây con mèo à, màu ngọc không hả? Con mèo màu ngọc là không có rồi, không có rồi tình yêu ơi. Rồi chị nào lấy cái màu đỏ thì comment giùm em mấy chị nha. Em còn màu đỏ, màu vàng, màu 63 nha mấy chị. Đi số 10 với này đi số 10 mấy đó mấy chị. Trời, nhẫn út bao nhiêu tiền hả? Nhẫn út là 1.583.000, đi số 8. Tiền công sao 200. Con kích vô có mà con. Sao đúng được? Láo xích 5 chỉ hả chị? Láo xích thì có 2 chỉ mấy gì hả mấy chị? Trời ơi, mặt nó nhiều nè mấy anh chị nè. Mặt quá vậy mặt luôn. Để em coi cái bịch nào nữa chứ. Ok thần Mỹ. Chị Duyên ca đợi em xíu, chị Duyên ca nha, cái mặt nó đẹp quá chừng luôn. 1033 nhãn út, rồi ok cháu có Trâm Nguyên nha. Rồi Trâm Nguyên chuyên khoản cho em, Trâm Nguyên. Nêu số 8 mấy chị nha, không chỉnh sửa được nha mấy chị. Mình đúng đi tay mình hãy chốt nha mấy chị nha. Mặt trái tim có không chi hả? Để em coi nha mấy chị, để em coi. Mặt trái tim mà có tiền nhiều lắm mấy chị. Mặt thấy là có tim màu xanh ngọc hả? Rồi đợi xíu chị Mập coi, chị Mập có, chị Mập lên cho. Đây mấy anh chị thấy con chưa mấy anh chị, mặt có tiền rồi nha, mặt có tiền. Hôm qua em, hôm qua buổi trưa chị Duyên Cao em lên đúng cái lô luôn á chị Duyên Cao. Em lên đúng cái lô luôn á. Tên. Đó mấy thấy con chưa nè, mấy cái mặt cái chuyền vàng không mấy anh chị nha, vàng không luôn. Còn chị nào muốn mua cái mấy cái cham này xỏ vô mấy cái chơi cái lắc barara mấy anh chị là cũng có luôn nha mấy anh chị nha, là cũng có luôn nha. Rồi mặt phạt mặt mỏ neo gì quá trời, quá đắt hết mấy anh chị ơi. Vàng nhưng mà vàng đè vàng quá trời đè rồi. Rồi cái lô này em có rồi. Rồi cái mặt mỏ neo xíu xíu á. Mỏ neo lắm á.
tắm luôn. Mà như cái lô bên lô mặt rồng bự phải không? Kêu nhỏ qua đi. Dạ, qua một cái lô mặt rồng bự á. Mơ mặt rồng bự á. Hôm nay tự hái à, trời ơi em mặc thiệt còn mấy chị em mặc thiệt mà. Trời mấy chị mà không mua cái lô này em qua mẫu, em qua cái lô này nha mấy chị. Trời ơi chứ em này lộ, làm lộ một cái mấy chị, mấy nhỏ nó cạo đầu em mấy chị ơi. Nó cạo đầu em còn tóc luôn á. Cha mới lên nhiêu hả? Cho chị xem nhẫn ngón trỏ dài. À nhẫn ngón trỏ dài đó mấy chị. Cha mới lên nhiêu. Ok. Đây mấy chị, cái này á là nhẫn ngón này ha. Em có hai màu nha, màu xanh với lại là màu vàng nha mấy chị. Tiền công sale là 350 nha, 2.628.000. 2.628 là mình có đơn nha quý anh chị ha. 2.628 là mình có đơn nha. Mặt cái mà tái tim hình như là có chị, nhưng mà nó mấy chỉ lần được không chị Phương Đỗ? Chị Phương Đỗ ơi. Rồi mặt có tiền ok, mặt có tiền nè, lên luôn nha. 2.628.000. 2.628 là mình có đơn nha quý anh chị nha. Lên cái gì nữa đây ta, quên mất tiêu rồi. À lên cái mặt túi tiền với lại là cái chăm sỏ nha. Đây cái chăm sỏ là chị Nguyễn Trang nè, cái chăm mà chăm kim tiền mấy chị nha. Mà có tiêm cái lô trong này không có rồi, không có cái lô đó tiêm trong này rồi mấy chị ơi. Cái lô đó tiêm trong này không có. Hôm nay có mấy lớp chân xinh gái lắm mấy chị. 2826 màu xanh nhỏ chị, nhỏ là em chưa có về chị ơi, nhỏ là em chưa có về nha. Rồi màu xanh cháu có thần Mỹ nè. Rồi cái chăm túi tiền mấy anh chị, cái chăm túi tiền nha. Cái này trọng lượng vàng tạm ngõ là cả là 3 phân 1. Xe với giá là 3.350, 3.400 một chỉ. Tiền công xe chỉ có là 190.000 thôi mấy anh chị ơi. Tiền công 190.000 mấy anh chị nha. Tiền công 190.000 thôi. Rồi 1.225.000 mấy anh chị ơi. 1225 là mình có đơn nha quý anh chị nha. 1.225 là mình có đơn à. 1225 là mình có đơn quý anh chị nha. Rồi em qua mẫu nha, một đơn nè. Rồi một cái mặt túi tiền nhỏ nhỏ lên xinh luôn. Rồi là 4 phân 72. Tiền công sale chỉ có là 220.000 thôi mấy anh chị ơi. Tiền công sale là 220 nha. Rồi 1.796 thôi mấy anh chị. 1.796 nha. 1.796.000 tiền công sale là 220. Tiền công sale là 220 mấy anh chị, 1.796.000. Cái nhẫn ngón trỏ này số mấy hả? Đợi đợi em xin báo giá cho. Rồi 1.796 là mình có đơn nha. Chị này cháu thật comment giùm em. Trăm sáu dây được, chị Út Phan ơi được chị. Mấy anh chị mà mua những cái dạng mà dây chuyền mà dây trơn á, mình đeo cái mặt được nha mấy anh chị nha. Rồi rồi để đại ca có, đại ca lên cho mấy anh chị nha. Rồi 1.796 là mình có đơn. 1.796 là mình có đơn à. Rồi qua mẫu cho mấy anh chị. Tiếp lên anh thị có lấy cái mặt kim tiền đó không? Lấy thầy cà me nhầm me mấy anh chị nha. Rồi bây giờ qua mẫu lô này nè. Cái lô này qua mẫu. Con tìm ra cái mặt bên lái có chưa? Bên lái xíu xíu á. Mấy chị biết sao không? Mà em phải tháo ra để móc vô lại không mấy chị? Vì cái đồ nó máu gì nó chưa có nhập tim mà được mấy anh chị. Có nhẫn hột màu đó tim không? Dạ có. Ok, có nhẫn dài không em? Nhẫn dài có luôn mấy anh chị. Nhẫn lông bông em có luôn nha. Cái này tiền công vô con. Tiền công là 350. Dài như là 4 phân mấy vậy chị. Cái này đi số 14 rồi mấy anh chị ơi. Cái này đi số 14 nha. Chiếc vào màu trắng đang đeo bao nhiêu? Dạ Phạm thấy cái này cái lắc anh chị nha. Tiền công là 1.650 ha. 31.336.000. Trọng lượng và là 8 chỉ 888. Nhẫn vòng dài là màu trà có luôn chị Hoa Nguyên nè. Màu trà có luôn nha. Màu trắng có luôn nè chị gái nè. Màu trà màu trắng gì có luôn. Rồi, lấy nào thì comment giùm em nha mấy chị. Dạ, dạ xi men là hôm sáng hôm nay muốn lên xi men là chị Mỹ Hạnh ơi. À, chị Duyên Cao đây rồi, thấy rồi. 2 phân 74 nè, à, chị Duyên Cao đâu rồi? Số lượng có hạn ở Duyên Cao nha. Rồi tiền công xe chỉ có là 240.000 thôi mấy chị ơi. Tiền công xe là 240 nha. Rồi 1.155.000. Tiền công xe là 240 mấy chị. Rồi tiền công xe là 240 nha, 1.155.000. 1.155 mấy chị nha. Nhã hột trắng ngón giữa đi mấy vậy em? Chắc khoảng đi 11, 12 vậy chị Thường Đỗ ơi. Chị lấy nhẫn màu trắng rồi chị Hoa Nguyên đợi xíu báo giá nha.
trời, 1.155.000 là cái mặt dây chuyền bánh lái luôn. Một cái mặt dây chuyền bánh lái em mấy anh chị ha. Chị lấy hai cái hả? Ôi lấy hai cái hả? Trời ơi, ok. Rồi để em coi cái nó đâu rồi. Nó có hai cái thôi. Rồi nó có hai cái là chị chốt là hết luôn đó. Trời đất quỷ thần ơi, chốt hai cái luôn rồi. Còn bán cho ai nữa đây? 254 tiền cân bông bạc bằng ten, ok, ok. Chị biết sao nè chị nè. Nó nguyên một lô này nè mấy anh chị. Trời ơi, nó nguyên một lô bự nè. Đó. Rồi nó có cái mặt bánh lái lớn nữa nè mấy anh chị. Trời ơi, đẹp lắm mấy anh chị. Trời mấy cái làm bông đeo hả? Trời ơi, xịn sò chưa? Cũng điệu ghê chứ. Được không? Bỏ này vô nè. Bỏ vô để lụng luôn nha. Lụng luôn là chết luôn á. Rồi lên cái gì nữa quên mất tiêu rồi. Cái gì à? Nhẫn vòng vàng màu trắng đúng không? Đây, cái nhẫn hoa màu trắng này mấy anh chị. Nhẫn hoa màu trắng này ha là bao nhiêu chiếc nhẫn hộp đó em có đi 18 không hả chị Nương Nguyễn? Đây đây mấy chị, bây giờ em báo giá là mấy chị nè. À cái hộp trắng đúng không? Có mặt dây lớn luôn á chị Hồ Mỹ Loan, mặt dây lớn có luôn. Đừng đi trả nha, để lại xíu đừng đi trả nha. Cái này là Anita số 13, 12 13 đây vừa mấy chị, tiền công xe là 390 nha. 2 chỉ 127. Cái gì vậy cha? Tiền công xe 359. Rồi cái này mấy anh chị 7.494.000 mấy anh chị ơi. 7.494 nha, tiền công xe là 390 nha mấy anh chị. Chị nào mà đi tay mà không có vừa đi tay em đang lên á thì làm mình thấy chỉnh đi được nha. Mặt sỏ nghe em hả? Mặt sỏ hả chị? Mặt sỏ sợ không có rồi. Bánh lái lớn hơn á, đợi em xíu em báo giá luôn cho. Rồi tiền công 390 đưa lại cái lô này chị, đừng có bỏ vô. Rồi 7.494.000, chị Hoa Nguyên có chốt lấy không, lấy thì lấy đi chị ơi. À, chị có người ở tiệm em chị lấy hả? Ủa chị Thanh Thư, chị Thanh Thư vô alo giùm em Thanh Thư ơi. Chị Thanh Thư vô alo giùm em đi. Lát ba em đem một lửa lại và có luôn chị Phương Linh. Dạ anh Thư ơi, bây giờ em nhân viên đang đợi chị nha, vô alo giùm em tình yêu ơi. Rồi chị lấy. Rồi ok, chị Hoa Nguyên chị lấy đúng không? Rồi em chốt chị cái nhẫn này nha, chị Hoa Nguyên nha. Rồi chị nhà người nhà đó tiệm lấy hôm nay giùm em anh chị. Chị nhà người nhà đó tiệm lấy hôm nay giùm em nha tình yêu ha. Chị Trâm Nguyên cháu có nhẫn nó vô alo giùm em của Trâm Nguyên ơi. Đây này má anh chị, em có mấy giờ thấy này chưa nè. Đó, bên lái có tấm lớn hơn xíu luôn nha. Chị Phương Linh đợi em xíu em lên cái lắc tay thôi, rồi có gì đó thì em lấy luôn nha. Lên thêm kiện bản to đi chị. Dạ có luôn kiện bản to. Nhã, tháo này ra cho chị con. Tháo này ra gì? Đeo kiện bản bự cho bá luôn chị. 1.048. Rồi tiền công xe này là chỉ có là 390.000 thôi mấy chị ơi. Tiền công xe là 390 mấy chị. Đây, đeo này sỏ cái này vô vậy nè. Đeo này đi. Đeo này với lại cái mặt bự cho bá đó gì. Cái mặt bự nè. Rồi 3.890.000, nhắc không vừa hả? Nhắc không vừa hả? Đây mấy anh chị chinh chinh giấy xốp lấy đó chị ơi, cái này đẹp lắm á tình yêu ơi. À, lát hột trắng đang ra, ni 56 luôn á chị, đang ở tiệm em đó hả? Ủa ông Nguyên đang ở tiệm em luôn hả? Đây mấy anh chị Hồ Mỹ Loan, cái lát đó chị đeo vừa luôn á chị Hồ Mỹ Loan. Cái mặt này là 3.890.000 mấy anh chị nha, 3.890 là mình có đơn. Rồi trên hình chốt một đơn, 3.890. Để coi tính lại đúng chưa đó nè. Tiền công là 390 đúng không? 1.048. Dạ. Chị Anh Thư ơi, chị comment giùm em, chị vô tin nhắn alo giùm em Thanh Thư. Dạ, Hoa Nguyên đang đứng ở đây chốt luôn nè, đưa cho khách luôn nè. Đại ca đây nè, đại ca đây mấy anh chị, đại ca ơi. Mà con mèo đúng không? Trời ơi, khổ quá mà con mèo. Tiền công đó là 390. Mà con mèo đây, phải không đại ca? Bánh lái to nữa đi em hả? Em có đôi núi đầu to không hả? Như còn bánh lái bự nữa màu trắng đúng không chị? Không ạ. Rồi nhập vào chưa? Nhẫn gom dài trà. Đấu nhiêu hả? Tiền công là 1.650 đó chị Hồ Mỹ Loan ơi. 30 mấy triệu nè. 31.336.000.
chị gì đó, chị đi áo dài chị lấy cái neo thiền không? Em còn một cái bánh lái bự cho bá nữa đó chị. Em còn cái bánh lái bự cho bá nữa nha mấy chị nha. Hả đơn nội? Có số điện thoại gọi điện chị đi. Có tự nhiên sẽ mở giờ chứ trời. Dạng đè nặng quá mấy chị ơi. Cái gì? Cái nhãn hột trà phong dài hả? Đây nhãn hột trà phong dài đang đi số mấy hả? Trời ơi. Chị ơi. Cái này đi tay số 11 của chị Mỹ Liên Nguyễn ơi. Màu chỉ 433 nè, nhân cho 33. Nhắn mấy gì diễn hoãn rồi với Dương kìa. 3340. Màu chỉ 433 nè. Nhân cho 3340. Tiền công xe này là chỉ có là 390 nha mấy anh chị. Tiền công xe 390 nha. 5.176.000. Tiền công xe 390 nha Mỹ Liên Nguyễn ơi. Cái chốt thì chốt nha. 5.146.000. Rồi qua mẫu đánh bóng tim hả mấy chị? Rồi ok, để coi có bóng tim lên cho chị Nhi Dương, muốn lên thêm cái dây chuyền nhỏ nhỏ nữa không chị Nhi Dương, ơi. Mặc oval đen lên mắm hả, lên bông tai ok. Đây là mấy anh chị nè, mà con rồng nha, rộng lượng nhà là một chỉ 574 nè, nhân cho 3340 ha. Tiền công sale là 470. Cái này là 5.727.000 mấy anh chị ơi. 5727 là mình có đơn nha. 5.727.000. Lên bông có bạc rồi ok, đợi xíu lên bông cho mấy anh chị luôn ha. Lên bông mình lắc mấy chị cũng lên lắc không nè. Lắc hôm nay đẹp lắm mấy anh chị. Lắc hôm nay là bao đẹp luôn nha. Đó cái lô đó bỏ vô nha, nguyên lô đó. Bông nó tìm có bạc rồi, để em coi cáo lên cho mấy chị cho. Ủa nãy chị hỏi nào cái gì ta? Mấy chị nãy em còn nợ mấy chị gì nữa không mấy chị? Cái nhà hột trắng đúng không? Nhà hột trắng chính giữa. Hột trắng chính giữa này số 12 này mấy anh chị, cô Hoa Kim Lý đâu rồi? Này số 12 này 1.566 ha. Nhân cho 3340 nè mấy anh chị nè. Rồi tiền công sale là chỉ có là 401 nha mấy anh chị ha. Tiền công sale là 401 nha. Rồi 5.640.000. Tiền công sale là 401. 5.640. 5.640 có mấy anh chị. 5.640 là mình có đơn nha mấy anh chị nha. 5.640 là mình có đơn. Rồi em có một cái nhẫn hột à, em có một cái nhẫn hột trà bản ngang luôn mấy chị nha. Em có cái liền mặt luôn chị, ngăn ngăn trưa đợi em gái một xíu nha. Rồi cái này là 9.49 nha. Dạ có nhân VIP chị ơi, dạ có nhân VIP. Tiền công sale là chỉ có là 300.000 thôi. Rồi 3.470.000. Tiền công sale là 300.000 thôi mấy chị nha. Rồi 3470 là mình có đơn à. Còn bông bướm không hả? Bông bướm sỏ, bướm gì chị Nguyễn Kiều ơi. Rồi 3470 là mình có đơn nha mấy anh chị ha. 3.470.000 mình có đơn. Chị kẹo dừa muốn lên nhận VIP khoảng mấy chị? Cái này khoảng chỉ 8 được không chị kẹo dừa ơi? Khoảng chỉ 8 được không chị? Nhận VIP nè. Rồi chị Phương Linh còn không? Chị Phương Linh ơi, cái lắc nhận 90 còn không chị Phương Linh? Phương Linh còn đó không chị? Bông sọ con bướm hình như hết rồi. Ok, lấy một lượng bây giờ em lên luôn cho mấy chị nè. Ba chỉ hả? Ba chỉ ok. Đây chị Phương Linh ơi, cái này được không tình yêu ơi? Cái này trọng lượng nhà của nó là một lượng nè chị gái nè. Còn không nữa thì em sẽ lên cái bông này cho chị nha. Cái bông này tầm khoảng là cái một lượng, lượng mốt. Chứ còn nó không có nhẹ hơn nha chị. Đồng ý thì em sẽ lên cái gì cái mẫu này mà nhẹ dàng hơn. Chị cái này em tính lên tay em đang tới một lượng 7 lần. Cái này là một lượng nè, một lượng một gem mấy chị nha. Nhân cái 5250. Rồi tiền công xéo này là chỉ có là nhẫn cái tim có không em, mà để em coi cám lên cho chị nha. Rồi tiền công xéo này là chỉ có là bây giờ ta 8.550 các mấy anh chị nha. Tiền công 8.550. Nếu 12 đó cô ơi. Rồi cái này là 53.004. Rồi 53.403.000 các chị ơi. 53.403.000 các mấy chị nha. 53.403.000 là một cái lắc vàng 980 luôn. 53 triệu. Và nếu mà lên tại chỗ là có được giảm tiền công cho chị kẹo dừa nha. 53.403.000. Chị gì đó ba em bé là hôm nay không có rồi chị Nga Huy Trà ơi. Ba em bé hôm nay không có soạn chị, hôm nay em lên đồ lớn lớn mà.
Để có gì buổi chiều mấy chị yêu cầu mấy bé lên bông bông nhỏ cho mấy chị nha. Đồng ý không ạ? À? Còn chị gì đó, chị Phương Phương Linh đâu rồi? Phương Linh đâu rồi? Phương Linh đâu rồi? Phương Linh. Cho chị coi vòng dưới tới một chỉ, dưới tới một chỉ không có lên chị ơi. Dưới tới một chỉ không có lên mấy chị. Em có một cái nhẫn chứ phương dài đúng không? Nhẫn hút đỏ đó chị, nhẫn hút đỏ pha lê nè. Ủa, cái nhẫn phương dài để ở đâu ta? Không có gì giấu rồi con. Một cái nhẫn này 16 là hột trắng là hột màu chị Kim Đằng Kim ơi. Muốn lấy hột trắng là hột màu chị. À lắc bông rồi ok lắc. Chị Phương Linh đợi em gái một xíu nha. Rồi một chỉ 7.25. Rồi tiền công xíu này là chỉ có là 390 nha quý anh chị nha. Tiền công sẽ là 390 nha, 6.152.000. 6.152. Nhã ơi, nhờ lấy đồ gì? Dạ, nói chung mà nếu mà vòng á chị là em chỉ lên vòng kim cương thôi nè mấy anh chị nè. Vòng kim cương mấy anh chị nha, đồng ý thì em lên cho mấy anh chị cho là 3 chỉ đây. Lắc bông á chị. Lắc bông mai á. Lắc bông mai một lượng nha, cái 80. Dạ. 6152 hả? 6152 đi máy hả? Để coi đi máy đây. Đi tay số. Dạ có y bánh chị Nguyễn Ngân ơi. Có y bánh cho đi số 14 á chị ơi, 14 15 á chị nha. Đi 15 á chị. Nhá hột trắng đi 16 ha. Ok để em coi cám lên cho. Nhá hột trắng đi 16. Cái gì? Hột trắng đi 16, đợi em gái một xíu. Chị ơi, chị Kim Đằng Kim ơi, cái này đi số 15 mà chị gái nè. Còn chị muốn lên đi 16 thì có gì mình chỉnh đi nhẹ ra một xíu tình yêu nha. Đồng ý không ạ? Cái này là một chỉ 784 nè. Rồi tiền công cái này sale là chỉ có là 550 các chị nha. Tiền công sẽ là 550 à. 6.509.000. 6.509 là mình có đơn em mấy anh chị nha. 6.509 là mình có đơn ha. Tiền công sẽ là 550. Đi hiện tại là đi số 15 em mấy anh chị. Đi hiện tại đi số 15 nha. 6.509.000 là mình có đơn. Chị Bính là có luôn á chị gái ơi. Chị Bính là có luôn nha. Nhẫn đó không có đi 12 chị ơi. Nhẫn đi 12 là chị muốn là phải chỉnh đi lại cho chị Hương Kim nha. Chứ còn không có đi 12 chị. Chị lấy là chỉnh đi lại cho chị Hương Kim nè. Đẹp lắm luôn á chị. Những cái dạng bản phôm dài là đeo bao đẹp nha. Bông bạc trái tim. Chị gái nào nãy hỏi em bông bạc trái tim á. Em có bông trái tim được không chị gái ơi? Bông trái tim được không chị? Chứ còn bông bạc trái tim không có tình yêu ơi. Được không thì comment giùm em tình yêu nha. Được thì comment giùm em với. Ôi mấy chị ơi, hôm nay là có mấy cái mặt series đó mấy chị nè. Nhẫn xanh đi máy, nhẫn xanh đi số 9, số 10 á chị gái ơi. Chị gì á, chị Hồ Mỹ Loan còn năm tình yêu ơi. Có mấy cái mặt ở trên nó khoan sỏ tình yêu nè. Bao đẹp cho mấy anh chị luôn nha. Bao đẹp, bao xịn sọ luôn. Rồi bây giờ em lên lắc cho mấy anh chị nha. Em lên lắc nha, có chị nào muốn lên dây nó không nè. Nhã ơi, cái này bỏ vô cái lô mà cẩm thạch nè. Nhẫn vòng dài mới cầm là 6.152.000. Tiền công là 390 ở Bình Phường ơi. Đây này mấy anh chị, em có một cái lắc bản nha mấy anh chị nha. Cái này đi 56, 58 mà đeo vừa nha mấy anh chị. Tiền công là 1.650.000 nha. 31.336.000. 31.336 mấy anh chị. Rồi, sẽ lên tiếp theo một cái nhẫn luôn nha mấy anh chị. Một cái nhẫn, một cái đôm tay nha. Rồi, có cái bông đẹp rồi mấy anh chị nè. Bông này hai bự xinh luôn nha mấy anh chị. Rồi thêm cái bông tay kim, bông bạc kim tiền luôn. Chị nào nãy bông bạc trái tim á, em có bông bạc kim tiền được không? Chị ơi,
Chị Phương Linh còn đó không Phương Linh ơi? Phương Linh còn đó không? Lê Lê em thấy rồi chị ơi, em thấy rồi. Cái này chị dài của nó là 17.5 mà chị nè. Băm nụ rồi tao hả? Băm nụ rồi tao là mẫu gì vậy ta? Em biết mẫu luôn á chị Phương Linh Trần Hà ơi. Nhãn xanh bao tiền rồi, đợi xíu báo giá nhãn xanh cho. Chị gái ơi còn đó không chị? Rồi cái này là một lượng nè mấy anh chị nè. Một lượng 6 phân 76 nha. Nhân cho 5250 ha. Rồi tiền công của này là chỉ có bao nhiêu đây mấy anh chị? Tiền công là 950 các mấy anh chị nha. Sale rẻ với mấy anh chị luôn. Tiền công là 950. Cái này là 56.999.000 mấy anh chị ơi. Tiền công là 950 nha. Bông toàn ten tên gì đó bé hả? Bông toàn ten ha, rồi để em coi thử. Là 56.999.000. Chiều dài của nó là 17.5 á chị ơi. Là nó có mà cái bông chính giữa luôn chị đeo vừa mấy anh chị. Rồi cái này là 56.999.000, tiền công là 950. Ở ngoài trường chắc chắn tầm khoảng là cỡ là tầm khoảng là 1.4-1.5 triệu các mấy anh chị. 56 em nghĩ là đeo vừa á chị. Còn nếu không vừa nữa thì thợ người ta làm cho mình là thêm một cái khoen, thêm một khoen đó các chị nha. Nhưng mà cái này em nghĩ vừa tình yêu ơi. Hiện tại đo đã gần là 55 rồi mà. Nhưng mà nó có còn cái bảng này nữa là không thể đo được. Nên là nó thấy rộng hơn một xíu các chị nha. Cái đôi bông tai hồi nãy hả? Bông tai hồi nãy đâu rồi ta? Giờ vòng kim cương em có dành 980 chị. À em có cái này bông tai hình con bướm nè mấy chị nè. Bông hình con bướm nha. Giờ tiền công 950 chị An An ơi. Dạ tiền công 950 lên like các mấy chị nha. Rồi cái này tiền công là 3.393.000. 3393 là mình có đôi nha quý anh chị. Một cái đôi bông tai nha. Bông tai thiết kế rất là xinh luôn nè. Cái nó là có hình con bướm ở chính giữa ha. Hình con bướm ở chính giữa mấy chị. Trời ơi bao đẹp cho mấy chị luôn nè. Lên gì nữa ta. Chị nào hồi nãy hỏi em là có gì bảy cái không mấy chị. Để em có nha. Em nghĩ 56 đây vừa chị Phương Linh ơi. Đây là mấy anh chị. Để chị mấy anh chị. Rồi 3393 là chốt luôn ta cho Vĩnh Phường nha. Vĩnh Phường chiến khoản cho em chị gái nha. Em có về bé cá năm đó chị luôn nè mấy anh chị nè. Ờ Phương Linh ơi chị lấy luôn không chị Phương Linh. Phương Linh ơi lấy luôn cái đó không nè. Cái đó chị, em nghĩ là chị đeo vừa chị. Mà chắc đeo vừa chứ không vừa đâu. Rồi lên. Em sẽ lên một cái lô lắc tay cho mấy anh chị luôn nha. Rồi em có là cái lô nhãn hột xanh này. Hột xanh này á là 5 phân 76. Rồi tiền công sale là 350 mấy anh chị ha. Tiền công sale là 350. Rồi cái này là 2.274.000. 2274 là mình có đơn quý anh chị nha. Nhãn màu xanh màu đỏ luôn. Tiền công sale là chỉ có là 350 mấy anh chị. Tiền công sale là 350 nha. 5 phân 76 hả? Lô hoàn hảo rồi. Mà có đơn không? Có nào mua đâu em? Lắc bông hồi nãy là 11 chỉ hả? Dạ. Cái lắc bông hồi nãy là một lượng 6 phân 76 chị ơi. Một lượng 6 phân 76 á chị nha. Bông trái tim khoen bạc hả? Bông trái tim khoen bạc toàn ten không hả? Để em coi có không nha. Lắc 90 em đeo là nó tứ 2 lượng 3, 2 lượng 4 lần chị. Còn cái lát hồi nãy đây nè là nó tới một lượng bảy hơn ạ. Rồi lát bông hồi nãy là một lượng máu có nghe mấy chị nha. Rồi bông hoa trái tim để em coi cám lên cho mấy chị cho, hình như là không có mấy chị ơi. Không có bông hoa trái tim mấy chị ha. Bông hoa 2 phân là hôm nay không có lên là chị ngay trà. Để trưa hôm nay sửa lên bông trái tim cho mấy chị nha. Bông nhỏ các mấy chị. Em có bông cánh quạt nè mấy chị nè. Bông cánh quạt dạ có nha. Bông con rắn có luôn. Bông con rắn có luôn nè mấy anh chị. Chứ còn bông mà bông gì hồi nãy của mấy anh chị hỏi á. Đây em có. À bông em bé là có nè. Đó mấy chị thấy chưa, bông em bé có. Chứ còn trong mâm em không có là không có lên được nha mấy anh chị nha. Trong mâm không có là không có lên được mấy anh chị. Còn chị gì đó. Chị Nguyễn Phụng nè lấy lắc tay 2 lượng. Đây này Nguyễn Phụng nè. À mặt bánh lái 3890 em hết rồi. Chị trên nhanh giấy shop ơi. Chị nghe sớm hết rồi chị ơi. Vĩnh Phường chứ ai em mất gì con kìa. Đây là chị Nguyễn Phụng lấy lắc ở đây nè Nguyễn Phụng nè.
cái này hai gần 2 lượng tình yêu nè. Tiền công xe là 1350 nha, 106 triệu mấy trăm này ta. Cái này là 19 chỉ, 996 nhân cho 5250. Tiền công xe là 1350. 106 triệu 329, 329 ngàn. 106329 nha mấy anh chị nha. Rồi, một cái lắc tay vàng 980 luôn. Ê, đừng có đẩy qua vàng chị để đây, nó mốt 15 nha. Nó mốt là chi đầu ý nha chà. Đây mấy anh chị, bây giờ em qua mẫu nha. Cái gì để uống nước kìa mấy anh chị. Đó, 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 đó. À, xem nhẫn mi ba màu em hả? Nhẫn mi ba màu. Nhẫn mi ba màu mấy chị với chị Helen, Helen Nguyễn ơi, Helen Nguyễn. Mấy chị. Ai mà gọi trời. Chị Trinh trên giấy số hôm nãy kêu cháu không chốt nè, xong rồi á là lên vòng kim cương hả? Vòng kim cương ok lên luôn bây giờ cho. Lên mấy chị đi mấy anh chị, lên mấy chị em lên cho nè. Em lên ba chỉ được không? Ba chỉ nha mấy anh chị, lên ba chỉ nha. Ủa, ni 16 hả? Bạn lại giùm cái, bạn lại giùm cái để đủ nha. Nhắn bi hả? Để coi có nhắn bi không mấy chị nha. Để coi em có nhắn bi em lên cho. À, nhẹ thôi hả? Lên nhắn chị nào được không? Được không chị? Lên nhắn chị nào được không nè? Em lên cho nè. Có những con rắn mắt đỏ luôn nè mấy anh chị. Và xi men và có mấy anh chị nha. Và có xi men luôn. Mình trên mâm em có nhắn bi rồi chị Hai Lan Nguyễn ơi. Đây bây giờ em sẽ lên một cái dòng kim cương. Dòng một cái mà dòng kim cương vàng 980 cho mấy anh chị luôn nha. Mà kim cương 980 luôn. 2 chỉ 234 nhân cho 2 chỉ 234 này mấy anh chị này nhân cho 5250 ha. Rồi tiền công xem một cái dòng này chỉ có là 330 mấy anh chị nha. Tiền công xem là 330 một dòng nha. Rồi cái này là 12 triệu 058 ngàn. Rồi 12 triệu 058 ngàn là mình có đơn nha mấy anh chị nha. 12 triệu 058 là mình có đơn. Rồi tiếp theo là một cái dòng tay kim cương cho mấy anh chị luôn. Một cái vòng tay kim cương là 3 chỉ 19 nha mấy anh chị. 3 chỉ 19 nha. Rồi tiền công xe giống như là chỉ có là 370 nha mấy anh chị. Tiền công xe là 370 nha. Rồi. Rồi cái này là 17 triệu 118 ngàn. 17 triệu 118 ngàn là một cái vòng 3 chỉ hơn nha mấy anh chị nha. Cái này thì em có đủ ni tay và đủ size luôn. Thì mỗi ni tay của nó thì nó chắc chắn sẽ trọng lượng nó sẽ trên nha một xíu mấy anh chị nha. Trên nha một xíu. Giờ xi men giờ có với Ngọc Đặng ơi. Ủa Nhã ơi, mấy mặt bên lái lấy mấy cái rồi? Hai cái rồi hả? Còn cái đó ngoài nè. Dạ cái vòng đó em có đủ này với chị cô Út ơi. Chị muốn lấy mấy chữ thật comment lên giùm em mấy anh chị nha. Bây giờ đây mấy anh chị, em sẽ lên một cái lô lắc tay. À chị ơi, lên nhẫn không dài. Dạ cái nhẫn này nó không có đặt nha chị. Cái lắc này nó không có đặt chị ơi. Cái này là cái dòng nó vừa vừa chị ơi, chứ còn không có đạt chị My Nguyễn ơi. Dòng 5 chỉ hơn chị gái nè. 5 chỉ 1 phân 5 chỉ 1 phân 63 nhân cho 5250 ha. Tiền công xe là 450. Rồi 50 27 triệu 556 ngàn. 27 triệu 556 ngàn mấy anh chị ơi. Rồi 27 triệu 556 nha. À mua cái nhẫn tặng mẹ ha. Nên 16 tặng mẹ ha. Để coi nhẫn phong dài tặng mẹ đẹp lắm nè, nhưng mà không biết đi mấy nè. Cái này đi 20 rồi chị Kim Trần ơi. Cái này người lớn tuổi đây đẹp lắm nè chị, nhưng mà chị lấy chỉnh đây là được không tình yêu ơi. Chứ còn nếu mà đúng đi thì không có á chị. Nhẫn một len em có luôn nha chị, lông do nha em có luôn nha. Rồi cái này là một chỉ 606 nè nhân cho 3340 ha. Tiền công xéo này chỉ có là 420 thôi. Tiền công xéo là 420 các bác chị nha. Nhã xong đưa sao không thấy bộ gì ghi giấy vậy nhã. 9 triệu 7 ai quên. Cái này 5 triệu 5 triệu 784 ngàn mấy chị ơi. 5 triệu 784. Em còn nhãn con mèo hay con hổ ni ni số 10 không hả? Em còn cái nhãn con mèo nè chị nè. Con mèo nhưng mà nó không có ni số 10. Chị lấy chỉnh đi được không chị gái ơi?
chị lấy dính đi được không nè, 9 văn 72 nhân cho 52 50, tiền công sale là 220, rồi 5.323.000, rồi 5.223.000 chị. Cái nhãn thì mình chỉnh đi được, còn cái màu nãy mà cái phun bọng em lên nó không có chỉnh đi được của chị Minh Nguyễn nha. Rồi 5.223.000 là mình có đơn đây mấy anh chị, 5223 là mình có đơn nha. Rồi em qua mẫu chị Kim Trần ơi, cái nhẫn có được không chị Kim Trần, được không? Ôi có nhẫn hột trà đẹp quá mấy anh chị. Rồi 5784 nha chị Kim Trần nha, Kim Trần Kim lấy gì chỉnh đi lại cho mạng hả chị. À Kim Trần Kim ơi, vô alo giùm em đi, nhân viên cái hình qua cho chị, cho là chuyển khoản nha chị. Dạ dòng ba chỉ hồi nãy khóa tiền công em có báo là như 370 gì á chị, em có báo là như tiền công là 370 cái tình yêu nha, 370 à. Nhãn ngón trỏ nhiêu hả? Nhãn ngón trỏ đây, nhãn ngón trỏ này tiền công sẽ là 550 nha, 6.509.000, 6.509.000 mấy anh chị. Em còn một cái nhẫn chí hờ luôn, là một chỉ 352 nhân cho 3340 ha, tiền công sẽ là 350. Rồi 4.870 mấy chị ơi, 4870 mấy anh chị nha. Đó. Rồi lên tiếp một cái lô lắc ta cho mấy anh chị luôn nè. Ủa Phương Linh đâu ta? Dạ có một lượng luôn chị gái nè. Cái đó thì em có đủ cả trọng lượng luôn chị Mi Nguyễn ơi, đủ cả đủ trọng lượng luôn chị. Đủ trọng lượng luôn mấy anh chị nha. Chị muốn lấy mấy chị cũng có chị Mi Nguyễn nha. Cái đó thì có 6 chị, 7 chị, 8 chị, 9 chị cái tình yêu nha. Đó. Đây, em có một cái lắc tay món mấy chị nè. Nút lắc nhà lắc xích nha. 1 chị 803 nè mấy chị nè, nhân cho 3340 ha. Rồi, tiền công xe lắc này chỉ có là 395.000 thôi. Cái giá được không đi trời. Rồi tiền công là 395.000 mấy chị nha, 6.417.000. 6.417.000 là mình có đôi mấy anh chị nha, 6.417.000. Lên nhãn hột bạc hả? Ok nghe, nhãn hột bạc lên luôn cho Kim Duyên nha. Em có nhãn hột bạc không chị? Cộng dùm em chiếc 3 chỉ với chiếc 5 chỉ nhiêu tiền coi hả? Dạ 5 chỉ cũng có báo giá luôn rồi, và 3 chỉ cũng có báo giá luôn rồi chị gái ơi. Còn chiếc nào mà mẫu nữa xem vậy không chị à? Rồi để em coi cóm lên cho. Dạ chị Mi Nguyễn ơi, cái dòng kim cương thì nó cũng giống y chang vậy thôi chị ơi, chứ còn nó khác vậy đó chị. Cái này là một lượng chị gái nè, đó cái này một lượng, rồi còn cái này là 5 chỉ, 4 chỉ. Thì mình nói cái dòng nó xe nhất nha một xíu không mấy anh chị nha, chứ còn không có gì thay đổi hết đó mấy anh chị, chứ còn không có gì thay đổi hết nha. Đó, mình muốn lấy mấy chị thì comment cho em tính tiền mấy anh chị thôi, chứ còn không có gì mà khó khăn hết đó mấy anh chị. Cái gì ta? À 6417 em lấy hả, là lấy gì? À cái lắc hả chị? Là cái lắc tay, ok, đẹp lắm á Kim Thằng Kim ơi. Rồi 6.457 tiền công là 395.000. Rồi một alo chị Dây, cái nhắn không học bạc á chị Dây, nhắn không học bạc á cộng chưa lên lắc ban đi em. Ok lắc nhiều lắm á chị nội, em xin lên lắc cho mấy chị nha. Dạ đây nè, bây giờ em đọc lại cho mấy chị vòng tay nha, em đọc lại cho mấy chị lần nữa nè. Cái này tiền công sale cho mấy chị là 430.000. Dòng này là trọng lượng vàng của nó là 5 chỉ 1 phân 63 nha mấy chị nha. Đó, tiền công sale là 430.000, 27.556.000. 27.556.000 nha mấy chị. Là dòng tay 980 nha. Trọng lượng vàng của nó là hơn 5 chỉ. Còn cái dòng này là 3 chỉ 19 nha mấy chị. Rồi cái này là 3 chỉ 19 nha. Tiền công sale là 370, 17.118.000. Chị cố cố chị muốn lấy cái chiếc nào thì comment lên giùm em tình yêu cố nha. Rồi Kim Duyên ơi, Kim Duyên có nhẫn này, Kim Duyên nè, mua cho con gái ok. Kim Duyên đẹp trái chưa, 1 chỉ 1 phân 83 nhân cho 3340 ha, tiền công sale chỉ có là 395.000 thôi Kim Duyên, tiền công sale là 395.000. Rồi cái này là 4.346.000, 4346 là Kim Duyên nha, lấy thì comment giùm em gái. Rồi giờ một lượng, giao một lượng đây, giao một lượng tiền công sale là chỉ có là 750.000 nha chị nha. Giao một lượng tiền công sale là 750.000 ạ. Rồi, bây giờ lên cái gì nữa đây mấy anh chị? Lên lắc tay nữa nha. Lắc tay món đẹp lắm mấy anh chị ơi.
Dạ đây chị, anh Huỳnh, Huỳnh Anh nè. Lá cá mạch là gì nè? Lá cá mạch trọng lượng vàng là 4 chỉ 6 lấy 5 cái bán gì nha. Rồi 4 chỉ 6 lấy 5 cái bán gì. Rồi chốt cho chị, chốt cho chị cái nhãn hột bạc ha. Cái nhãn hột bạc đâu rồi? Cái nhãn hột bạc để đâu rồi? Chắc chết rồi, không thấy rồi. Ủa là thấy em đĩa đâu không gì Kim Duyên? Ở đâu rồi, má ơi đeo lên tay mà đĩa đâu khùng ghê luôn. Rồi chúc mừng Kim Duyên nha, nem 12.5 nha Kim Duyên luôn á. Kim Duyên ơi, nem 13 thì phải chỉnh đây là Kim Duyên. Rồi em có lên một cái lắc tay luôn nha mấy anh chị nè, lắc tay ban nha mấy anh chị nha. Trời ơi đẹp quá mấy anh chị, trọng lượng vàng là 2 chỉ 428 nha, nhân cho 33 40 một chỉ ha mấy anh chị. Tiền công sale là chỉ có là 600.000 nha. Rồi 8.710.000, 8.710.000 là mình có đơn mấy anh chị nha. 8.710.000 là mình có đơn. Đẹp chưa mấy anh chị? Lắc ban nha, trời ơi lâu lắm mới được lên mấy cái lắc này mấy anh chị. Hàng nóng hổ luôn nha mấy anh chị ha. Rồi tiếp theo một cái lắc nữa. Em làm lắc nhanh cái em qua mẫu mấy anh chị. Em làm nhanh qua mẫu nha. Chị đó nói 3 chỉ mà lấy 5 chiếc mà vậy hả? Đâu rồi, đâu rồi? Một chiếc 3 chỉ mà 5 chiếc. À em mới anh Trần Danh nha. Chị gì đó, chị cố Út, Út ơi. Chị lấy gì đó, chị lấy 3 chiếc, 1 chiếc 3 chỉ mà 5 chiếc phải không chị ơi? Phải không chị gái ơi, đúng không thì comment giùm em tình yêu ơi. Nên bao nhiêu đó chị cố cố còn lắm chị ơi. Bữa trước em cũng thấy chị comment chị hỏi xong rồi em cũng thấy chị em đu luôn. Còn chị Trần Nhi đâu rồi? Trần Nhi em có nhẫn, có nhẫn cái gì, có nhẫn một len nè, lông dâu nè, từ chị yêu nè. Lắc nhẹ vàng ok, lắc nhẹ vàng mai nhiều lắm, đợi xíu lên cho. Ờ cái nhẫn đó, cái nhẫn lông dơi một len nó bay đâu rồi mấy anh chị, nó còn hai len nè. Đây chị Trần Nhi còn không, Trần Nhi ơi, Trần Nhi còn không chị? Còn đó em đang lấy nhẫn lông dơi cho mấy anh chị nè. Ơ em chào đàn nữ giống ra nha, trời ơi chào chị. Cái nhẫn lông dơi một hàng á là 2 phân 34 nha, nhân cho 3 3 40 ha mấy chị. Tiền công sẽ là 170.000 nha, tiền công sẽ là 170 cho mấy chị ha, tiền công sẽ là 170 thôi. 9 triệu ở quanh 952.000 mấy chị ơi, một cái nhẫn lông dơi một hàng là 952 cho mấy chị. Em có đủ đi tay cho mấy chị luôn nha, tiền công chỉ có 170 thôi. 952 là mình có đơn cho mấy chị nha, nhẫn lông dơi một hàng luôn 952. Còn nhẫn hai len đó tiền công là 185.000, 4 phân 78, tiền công 185. Rồi 1.782.000. Dạ có lắc ngọc trai luôn chị ơi, lắc ngọc trai có nha. Rồi cái nhẫn hai len là 1.782.000 mấy chị nha, 1.782.000. Ni số 9 đó chị, cho lên cho em một nhẫn con dài ni 15 đi chi hả? Nhẫn con dài là để em coi cám lên cho. Để em coi còn nào phong dài không chị? Ni 15 ha. Nhẫn phong dài ni 15. Chị ơi, lấy hột màu được không chị? Chị kiếm đằng kim hột màu được không? Chị kiếm đằng kim hột màu được không chị? Chị lấy hột màu được không? Kim Duyên, người đẹp Kim Duyên ơi. Người đẹp Kim Duyên ơi, còn đó không? Người đẹp Kim Duyên. Vô alo giùm em gái nha. Ni số 8 cái gì, ni số 8 sợ không có quá. Dạ vòng kim cương đặt đó là không có đâu mấy anh chị ơi. Cái đó là hàng bỏng mấy anh chị chứ không phải hàng đặt cho mấy anh chị nha. Cái đó là vòng bỏng mấy anh chị, không có đặt đâu mấy anh chị. Cái đó không có đặt đâu nha mấy anh chị nha. Một lượng á mà em đưa lên cũng mấy cái máu đặt đâu mấy anh chị ơi. Mẫu vừa chứ không phải đặt đâu mấy anh chị. Nói chung mình đeo được chứ không phải là đặt à. Còn nếu mà một lượng của nó mấy anh chị mà muốn thật sự mà đặt luôn nha. Nó dạng cả này thôi nè mấy anh chị nè. Nó như chiếc đũa mình đó, nhỏ hơn chiếc đũa của mình nữa mấy anh chị nha. Đây em có một cái lắc tay độc bạc là chị BC Nguyễn nè. Lá hột bạc tình yêu nha. À, có lá cham trước mặt hả? Nhãn cặp em có em không có lên like mấy anh chị ơi. À, em giờ ba Thanh Tiền nha. Cái gì á? Lên mẫu vòng 24K vòng tròn. Dạ vòng tròn không có lên like mấy anh chị ơi. Lá cham trước mặt hả? Lá cham trước mặt.
Ủa này lắc chai nước mặt kìa ta. Đây mấy anh chị, em lên từng mẫu cho mấy anh chị nha. Được cái nào thì mình lấy giùm em mấy anh chị ha. Em có một cái lắc tay này. Một. Đưa lên chị xem đi rồi ok, đợi em kém xíu. Chị Di ơi, cho bạn lấy đi giùm em nhẫn vuông dài với Di. Dạ nhẫn vuông dài màu hộc màu cũng được chị. Ni 15 thì càng tốt nha. Chị Tâm ơi, chờ dở dành cho không bạn. À lá hộc bạc đó, à lá hộc bạc rồi ok. Một chiếc lông dây đôi ni 19 rồi ok cho chị may vỏ ha, chị may vỏ. Hộc bạc đó là hết ngọc trai thôi. Ngọc trai là ngọc trai trơn á, được không chị BC Nguyễn ơi? Ngọc trai trơn luôn á, được không? Rồi em có một cái lắc tay chữ H nè mấy anh chị nè. 1 chỉ 243 nha. Ok nha, cái 3340 nha mấy anh chị nha. Tiền công sale cái này là chỉ có là 350 mấy anh chị. Tiền công sale là 350 nha. Rồi cái này là 4.152.000. Rồi phải không ta, từ từ mấy chị tính lại nha mấy chị nha. 1 chỉ 243 nè. Nhân cho 3340 ha. Tiền công sale là 350 ha. Rồi 4.502.000 mấy chị ơi, 4.502.000 mấy chị. Tiền công sẽ là 350 mấy chị nha. Tiền công sẽ là 350, 4.502.000. Tràng dây cháu có nhẫn lông dây alo giùm em với tràng dây ơi. Chị may vỏ một cái nhẫn lông dây đôi. Rồi mời cái gì ta, cái lá hột bạc đây mấy chị ơi, lá hột bạc nha. À, lấy đại ba màu phun dài đi em, lấy luôn rồi chị ơi, lấy luôn rồi. Đây các bác chị nha, cái này là 1 chỉ 955. Rồi tiền công xe lắp này là chỉ có là 850.000 các bác chị nha. Tiền công sẽ là 850 à. Rồi 7.376.000. Rồi 7376 là mình có đơn nha mấy chị nha. 7.376 là mình có đơn nha. 7376 á chị yêu ơi. Đây chị Kim Trần ơi. Này chị, được không chị gái ơi? Cái mẫu màu xanh nè. Màu xanh lá, xanh dương. Đây là chị. Được không chị gái ơi, được không chị? Cho em coi bộ đồ màu xanh đó chị. Dạ bộ đồ màu xanh lá xanh dương tình yêu ơi. Xanh lá xanh dương thì comment lên giùm em mấy chị nha. Em có một cái lắc tay Cati với lại một cái lắc chân Cati luôn nè mấy chị nè. Đó. Có gì là cháu quen bộ không à? Chị cháu quen bộ không à mấy chị ơi? Cái này là cái lắc chân Cati và cái lắc tay Cati giống nhau luôn mấy chị nha. Giống nhau luôn. Ủa? Phải kiếm trang thôi chị, em lấy nhẫn vòng dài này nè. Dạ có lắc lọc 24k, dạ có luôn chị. Có luôn rồi chị nha. Sao chị em lấy nhẫn hột trắng rồi đi. Ba bốn mẫu lấy gì, ba bốn mẫu luôn rồi. Hai màu luôn, bộ xanh lá, bộ xanh dương hả? Rồi ok, bộ màu rùa. Bộ con rùa nha mấy chị nha. Bộ con rùa, đợi em gái một chút xíu. Em lấy ba bốn mẫu luôn rồi mà, đâu phải ba bốn cái đâu. Hột vàng á, dạ không chị, có cái nào lên cái đó chị ơi, chứ còn không có, không có đủ màu, đủ màu chị nha. Rồi em có một cái lắc tay nhỏ nhỏ xinh xinh cho mấy chị luôn nè. Lắc chân bao nhiêu hả? Ờ em biết rồi, không thấy gu đúng rồi đó. Cái này đẹp nè chị Kim Đăng nè, đẹp nè. Lấy rồi đi. Giờ lắc lặc bao nhiêu vàng chị ơi, chị muốn lắc lặc bao nhiêu vàng. Lấy cái màu xanh là đẹp chị gái nè. Cái gì, cái lát chân Cati ha, cái lát chân Cati đây, trọng lượng vàng là 9 phân 93. Rồi tiền công sẽ là chỉ có là 260.000 thôi mấy chị ơi, tiền công sẽ là 260 nha. Rồi 3.577.000, tiền công sẽ là 260 à, 3.577 nghe mấy chị nha. 3577 là mình có đơn. Nhẫn đó ni nhiêu hả, nhẫn đó ni bao nhiêu? Hình như nhớ là ni 16 gì á chị Kim Trần. Em nhớ hình như ni 16 gì á. Rồi ni 16 luôn á chị Kim Trần ơi nè. Đúng ni 16 luôn á chị. Em chào Thái Kim Huệ nha. Tiền công sẽ là 390 thôi. 6.152.000. Trời ơi đeo đẹp lắm á chị ơi. Đeo bao đẹp luôn á chị. Vừa móc máy vừa có tấm
mà xen kẽ luôn nha chị nha. Rồi em có lên một cái lắc tay luôn nè mấy anh chị nè, một cái lắc tay CD với mấy anh chị luôn nha. Rồi lắc món nè, 9 văn 61 ha. Đó, tiền công sale cái rồi chỉ có là 380.000 thôi các mấy anh chị. Tiền công sale là 380 nha, 3.590.000. 3.590.000 các mấy anh chị nha. Trâm Nguyên sao không có trả lời chị hả? Rồi ok, 3.590.000 là mình có đơn các mấy anh chị. Nhãn kem thì hột trắng là ni 16 á chị ơi. Ni 16 chị. Trâm Nguyên vô alo hỏi chứ coi chứ nói gì kìa. Ni 16 đúng ni của chị luôn á chị Kim Trần Kim ơi, đúng ni luôn á chị nha. Trời em có lên một cái lắc tay Củ Chi luôn nè mấy anh chị nè, Củ Chi thương hiệu luôn nha mấy chị ha. Đây đẹp chưa mấy anh chị. Trọng lượng này là 1 chỉ 2. 1 chỉ 2 18, 1 chỉ 2 18 ha. Trời cái là tiền công sale á là chỉ có là 340 mấy anh chị, tiền công sale là 340 nha. 4.408.000. Tiền công sẽ là 340. 4408 là mình có đơn mấy anh chị nha. 4408 là mình có đơn. Chị lấy cái này thì comment giùm em nha. 4.408.000. Đây mấy anh chị. Em có một cái mâm vàng. Em có một cái mâm vàng dây liền mặt cho mấy anh chị luôn nha. Đẹp chưa mấy anh chị? Mình lấy cái mẫu này thì comment giùm em cái mẫu đó ha. Rất là xinh luôn. Đây cái con mèo nó bị lật rồi mấy anh chị. Rồi. Rồi 4408 hả? Có kiện đó em hết rồi chị ơi, có kiện đó em hết rồi chị ơi. Đây mấy anh chị. Rồi từ cái mẫu số 1 qua số 2 giùm em mấy chị nha. Mẫu số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 7 nè mấy chị nè. Đó, mình lấy cái mẫu nào thì comment giùm em mấy chị. 4408 là cái gì vậy ta? Một cái lắc tay. Một cái lắc tay ha. Rồi, dây liền mặt cho mấy anh chị nha. Chữ lớp bao nhiêu em? Ok, chữ lớp á, chữ A lớp kêu bạc bạc. Đây, chữ lớp bao nhiêu? Rồi, có chị nào muốn lên cái dây liền mặt nữa không? Thì ngoài là lấy một rùa, một rùa. Số 6 bao nhiêu rồi, bây giờ á, một chiếc lá chân 3577 cho chốt cho hình anh nha. Hình anh ơi, cháu đâu bên em á chị, là mình đừng đi lại số điện thoại con chị nha. Vì cháu đâu bên em á là không có đi lại số điện thoại con chị. Dài bao nhiêu lắc lắc Củ Chi hả? Xanh lá anh vô hai màu luôn. Alo chị Bông. Ơi, đắp bê sao nhìn người ta vậy? Dây liền mặt có cộng nào nhiêu vàng vậy chi hả? Dây liền mặt đồng hỏa là có 1 chi mấy thôi mấy anh chị ơi, khoảng 1 chi mấy nha. Cái gì hả chị Phương Linh, dài bao nhiêu lắc Củ Chi hả? Lắc Củ Chi đâu rồi? Lắc Củ Chi là như cháu của chị kia đâu mà. Lắc Củ Chi em hết rồi chị ơi. Để mình một khoái cái gì cháu cho. Rồi dây liền mặt chữ lớn đây mấy anh chị nè. Dây liền mặt đồng hỏa là có 9 văn mấy 1 chị hả mấy anh chị? Có mặt ca ti không em? Dạ có. À, có dây liền mặt ca ti được không chị Nhi Dương? Được Nhi Dương ơi. Dây liền mặt chữ lớp là 1 chỉ 807 nha mấy chị nha. 1 chỉ 807 nhân cho 3340 mấy chị. Tiền công sale là chỉ có là 390 nha. Vừa dây liền mặt và tiền công sale 390 thì quá rẻ mấy chị ơi. 6.429.000. Rồi 6.429.000 mấy chị nha. 6429 là mình có đơn ha. 6.429 là mình có đơn. 6.429 nha mấy chị. Rồi tiếp theo là lên một cái mà một cái dây liền mặt. Chị chiến hoãn cho em chị 1 triệu thừa, một lại bao nhiêu ạ? Rồi chị Hình Anh chiến hoãn cho em, chị lại 1 triệu thừa tình yêu Hình Anh nha. Cái lá chân là 3577 thì mình chiến hoãn cho em là 2.6 á chị. 2.6 á chị nha. Rồi còn lại thừa tình yêu ơi. Rồi lá chân đây. Lá chân 3577. Rồi 9 phần 93.000. Lấy dòng xăng qua bên ngoài nhà lấy dòng xăng. Con mặt lá chơi đi. Rồi cháu của chị Đoàn Yên là một cái dây chuyền nha, một cái dây chuyền liền mặt luôn. Chữ lớp nha mấy chị. Rồi còn chị nào muốn lên chữ gì nữa thì comment lên giùm em luôn, em lên cho mấy chị nè. Đây mấy anh chị, em có bộ con rùa màu xanh này mấy anh chị nè. Đó, bộ con rùa màu xanh nha mấy chị nha. Chị nào nãy chị nào hồi nãy yêu cầu em á mấy chị.
em sẽ lên cho mấy anh chị nha. À, nào cô Châu lên bàn ý. Dạ chiều nay mấy anh chị, chiều nay 6 giờ nha. Chị Châu lên bàn ý cho mấy anh chị ha. Chị hồi ráo hột sòn 3 hạt đấy chị Mai. Màu gì chị Mai ơi, 3 hạt này ta. 3 hạt nào chị Mai ơi. Chị Mai, lấy cái cà rá ba hột nào chị Mai. Màu gì cầm em dùm em nha mấy chị. Rồi cũng là tiền cơm em xem mấy chị là 390 luôn nha. Dây liền mặt hoa mấy anh chị. Một chỉ 257 nha. Một chỉ 257 nhân cho 3340 mấy chị. Tiền cơm xe là 390 nha. Rồi 4.588.000. 4588 là mình có đơn cho quý anh chị nha. 4.588 là mình có đơn một mẫu. Rồi. Tiền công là 390, 4.588.000. Em đợi chị nha chị Mai nha, em đợi chị nha. Em có một cái dây liền mặt Cati rồi mấy chị nè. Em có một cái dây liền mặt Cati luôn, rất là xinh mấy chị. Chị xem nha Cati đây tình yêu ơi. Bộ con đùa hả cô, bộ con đùa có đủ màu luôn á cô Trần Lisa, đợi con gái một xíu nha. Rồi 9.25 nhân cho 3340 ha. Tiền công xe cái dây này chỉ có là, rồi tiền công này xe chỉ có là bao nhiêu đây mấy anh chị? 395 ngàn mấy chị nha. Tiền công xe là 395 ngàn, dây với mặt Cati luôn. 3.485.000. 3.485. Tiền công xe là 395 mấy chị nha. Dây Cati là em mới nhập về luôn không mấy anh chị? 3.485 là mình có đơn nha. 3.485 là mình có đơn. Rồi tiếp theo em sẽ lên một cái dây liền mặt Châu nhỏ nhỏ cho mấy anh chị nè. Nhẫn với mặt là bao nhiêu hả chị? Nhẫn với mặt là bao nhiêu là đợi xíu báo giá chị gái nha. Rồi mấy anh chị ơi, cái này là 7/88 ha. Rồi 3485 cháu có chị luôn. 7/88 nè, nhân cho 3340 ha. À, tiền công xe cho mấy anh chị là chỉ có là bao nhiêu đây mấy anh chị? 320 nha. Tiền công xe là 320 mấy anh chị nha. Rồi 2.952.000. Rồi 2952 là mình có đơn mấy anh chị. Những cái dây này mình đeo, mình mang những cái áo mà ngắn ngắn mấy anh chị, rất là xinh luôn nha. Chị Thiên Nguyên ơi, cái dây liền mặt đó em hết mất tiêu rồi Thiên Nguyên ơi. Ôi Như Dương hả? Trời ơi xui rồi. Chị Đào Nguyên ơi, chị Đào Nguyên. Bây giờ cái dây này là chị Đào Nguyên nè. Em có gì em lấy sao vậy chị được không? Cái này em lên cho chị Như Nguyên, Như Dương đó chị. Được không chị? Chị đồng ý không ạ? Chị đã chuyển khoản 2.6 giờ nên nè. À, báo giá tiền công tổng có tổng tiền công luôn. Đúng rồi chị, đúng rồi các chị nha. Chị 2.6 nhà đầu tiên đâu cái hình anh nha. Có dây đồng tròn tròn đi gái. Ok có luôn. Chị Đoàn Yên có gì mình chốt mẫu một lần mẫu khác đó chị. Tham khảo giùm em nha, cho em lên chị Di Dương mày không thấy chị á. Trời lên cái đồng đó chị ơi, đây. Ủa cái này đẹp lắm nè mấy chị nè. Cái này bánh mảnh rất là dễ thương nha. Rồi cái này là 2.952.000. Tiền công xem mấy chị là vừa dây mặt là 320 các mấy anh chị ha. Vừa dây mặt là 320 thôi. Rồi em sẽ lên một cái dây tròn tròn các mấy anh chị luôn. Dây tròn tròn các mấy anh chị nha. Rồi cái dây này là, dạ không các chị, Thiên Nguyên ơi, dạ không được các chị. Chắc là mẫu khác giùm em nha. Rồi cái này tiền công xem mấy chị là chỉ có là 390.000 thôi. Tiền công sẽ là 390 nha mấy anh chị. Một chỉ 1/53 nha. Rồi cái này là 4.241.000. Rồi tiền công sẽ là 390 nè. 4.241 nha mấy anh chị nha. 4.241 là mình có đơn nha. 4241 là mình có đơn. Sáu triệu mấy đây nè, chụp hình quay cho chị đi. À tính bộ rồi ta đi ngủ hả? À, nhiều đồng hả? Nhiều đồng là như nào ta? À, nhiều này đúng không? Cái này nè đúng không? Cái này đẹp lắm mấy chị ơi, cái này đẹp lắm nha. Đây, cái này bao đẹp cho mấy chị ha. Cái này trọng lượng vàng của nó là 1.5/14. Rồi tiền công sale là chỉ có là 390 nha mấy anh chị nha. Tiền công sale là 390 nha, dây nữ hoàng luôn đó. 5.447.000. Rồi 5.448.000. 5.448 là mình có đơn cho mấy anh chị nha. 5.448 là mình có đơn. Rồi bây giờ là em qua mẫu cho mấy anh chị nha. Chị rồi em có hai màu nè mấy anh chị nè. Muốn lấy cái màu này thì lấy nha. Em có nói chung mình rất là nhiều màu luôn. Màu đỏ, màu đen thì không có.
Màu đỏ thì màu đỏ này, màu vàng, màu trài em bán chị nhiều lắm nha. Thì trọng lượng và nó sẽ thích theo cái ni tay của mình. Rồi bây giờ em báo giá chi tiết cho em bán chị nha. 4 tấc rưỡi á chị ơi, 4 tấc rưỡi chị. Cái vòng con rùa là 2 chỉ 296. Rồi tiền công sale cho cái vòng con rùa chỉ có là 890.000. Rồi đợi con xíu cô ơi, tiền công 890 là cái vòng nha. Rồi cái vòng đó là 8.557.000. Dòng là 8557 là cái dòng nè mấy chị nè. Rồi còn cái này là cái nhẫn ha. Cái nhẫn này là trọng lượng vàng của nó tầm khoảng là 6.43. Chết bà rồi. Giờ xi măng muốn lên đi bao nhiêu chị Phạm Hiền ơi? Được chị Như Dương ơi, được hả chị nha. Tiền công 6.43 nhân cho. Rồi nhân cho 3.340. Dạ đợi em xíu hả chị Thanh Kiên Nguyễn ơi, đợi xíu báo giá nha. Tiền công sale là chỉ có là 300. Tiền công sale là 360 đi mấy anh chị, cái nhẫn nha mấy anh chị nha. Cái nhẫn tiền công sale là 360 nè. 6.43 nhân 3.340. Rồi cái nhẫn là 2.508.000. 5448. Rồi 5448 em chốt cho chị Võ Như Anh Phạm nha. Rồi vô alo vậy em gái tình yêu ơi. Như 52 là có gì trưa nay lên không chị nha. Có gì trưa nay lên chị. Tiếp theo một cái đôi bông tay là 4.28. Tiền công xe có đôi bông tay là 340 mấy chị nha. Rồi bông tay là 1.770.000. Bông là 1.770 các bác chị nha. Còn chị nào hỏi mặc cái chuyện với lại cái gì đó em quên mất tiêu rồi. Rồi mặc cái chuyện tiền công xe là 340. Mặc là 4.45. Rồi cái mặc cái chuyện là 1.826.000 các bác chị. Rồi tổng bộ nha, 1.770 ha, 2.508. Rồi tổng bộ là 14.700 đó cô ơi. Cô Trần Lisa. Tổng bộ là 14.700.000 đó cô. Lấy không thì comment giùm con nha cô nha. À, vòng ở ngoài tiệm có dây si trắng tầm 8 không em hả? Dạ, nó tiền mẫu chị Khăn Trần nha. Nó tiền mẫu chị. Cô Trần Lisa cô lấy không cô ơi? Cái bộ đó là 14.700.000 đó cô ơi. Tiền công cái dòng là 859, 306, 304, 304. Rồi nguyên bộ là tiền công là 1.930.000. Tiền công xi măng đó chị. Tiền công xi măng thì theo các bảng cái chị nha. Trung bình thì tầm khoảng là cỡ là 200 mấy đó lên một bộ chị gái ơi. Rồi con cháu yêu cần Trần Lisa nha, màu xanh lá nha. 14.700.000 nha cô. Còn chị nào hồi nãy hỏi em là cái mặt với lại cái dây hay gì á chị ơi? Nhẫn với mặt á chị ơi. Nhẫn á là 2508 á chị gái Yên Đòn ơi, nhẫn là 2508 chị ơi. Còn mặt cái chuyện là 1826 à. Rồi nhẫn với mặt là 3443 các anh chị nha. Nhẫn với mặt là 3443. Lên lắc 610 nhẹ vàng đi em. Ok lắc 610 quá trời luôn. Đây. Bây giờ lên lắc tay cho mấy anh chị nha. Rồi còn cái lắc bông em đang đeo ra mấy anh chị nè. Cái lắc bông em đang đeo là 2 lượng 3. 2 lượng 38/36 các anh chị nha. 2 lượng 38/36 nhân cho 5250 các anh chị. Tiền công xe là 1.890.000 ạ. Rồi cái này là 127.029.000. 127.029.000. Ủa sữa ơi. Sữa nó đi về ngủ chưa? Nó la luôn sao nó về ngủ rồi. Hỏi nó thử. Rồi, bây giờ em sẽ lên lắc nhẹ vàng cho mấy anh chị nha, lắc nhẹ vàng nhiều lắm. Mấy anh chị vô canh chốt đơn nha. Lắc tay mạnh mảnh nè mấy anh chị. Rồi em có một cái lắc tay con Thiên Nga đây mấy anh chị nè, 8.5 nè, nhân cho 3.340 một chỉ ha mấy anh chị. Tiền công sale là 370 ha mấy anh chị nha. Rồi 3.109.000, tiền công sale là 370 à. 3.109.000 là mình có đơn mấy anh chị nha. Rồi 3.109 là mình có đơn mấy anh chị nha. 3.109 là mình có đơn. Lên vòng khoảng 6 chỉ đi em hả? Vòng khoảng 6 chỉ rồi để em coi cóm lên cho. Rồi 3.109 là mình có đơn à. Tiền công sale cho mấy chị là 370 nha.
rồi qua một mẫu. Rồi mẫu thứ hai là lên một cái mẫu đây nha mấy chị nè. Đó, em có một cái dạng lá tay manh mảnh cho mấy anh chị nha. Màu chỉ 177. Rồi tiền công xem mấy chị là chỉ có là 320 mấy chị nha. Ủa mấy chị nãy giờ chiến khoản cho em chưa? Rồi cái này là 4.251.000. 4.251.000 là mình có đơn không mấy chị nha. 4251 là mình có đơn ạ. 4.251.000 là mình có đơn ha. Rồi mẫu thứ hai em qua mẫu luôn. Tiếp theo là một cái mẫu nữa là mẫu lát xích cho mấy anh chị nè. Lát xích nhẹ vàng cho mấy anh chị nha. Bình mét có á. Bình mét có á. Rồi cái này tiền công xe cho mấy anh chị là chỉ có là 290.000 thôi ạ. 5.581.000 là mình có đơn không mấy anh chị nha. Một cái lát xích nó có hình chữ chà nồi kim cương với lại là kim tiền không mấy anh chị nha. Đó. Điều hết được chưa mấy anh chị? Rồi 5.581.000 là mình có đơn nha. Chém mày à. Trời ơi Mi Dobi cũng chưa đi đấy luôn hả? Đây mấy anh chị. Dạ mua vàng qua mạng thì mình phải kiểm tra thật là kỹ chị Thư Quỳnh nha. Ví dụ như là chị đang comment của em trên like nè. Đó gì nói là mua vàng qua mạng có an toàn hay không? Trang này là cháu người ta. Ừ, Trần Lisa nè. Rồi ví dụ như mình coi người ta đang like, rồi số tài khoản người ta gắn lên đầu chị gái nè. Ví dụ chị không mua an toàn hay không á là chị phải là đồ giả hả? Đồ giả thì là đang giấy lao hả? Đồ giả thì chắc chắn không có chị Thư Quỳnh ơi. Làm sao mà có đồ giả được chị? Nói chung thời đại bây giờ người ta cũng công nghệ hiện đại lắm mấy chị ơi. Mình mua tiệm vàng người ta uy tín mà, mình làm sao có đồ giả được. Còn ví dụ mà chị sợ như vậy là chị phải gọi điện xác nhận, kêu nhân viên nè quay khung cảnh của tiệm cho chị. Rồi chị đồng ý rồi, chị xác nhận đúng trang, đúng tiệm rồi thì là mình hãy chuyển khoản cho chị nha. Rồi mình gửi hàng về. Ví dụ như mà cái đơn hàng đó của em gửi hàng qua cho chị mà chụp hình sản phẩm, mà khi gửi hàng đi nè chị nè, chụp hình sản phẩm cho chị rồi hóa đơn gửi qua thì không thể nào mà có giả được đâu chị nha. Còn nếu mà có giả chị mà đúng mà có hàng của bên em thì bên em phải đền cho chị cho. Chứ còn không thể nào mà có đồ giả đâu nha tình yêu. Mà nếu mà chị sợ lắm vậy đi chị thì mình có gì mình ra tiệm mua cái nó dễ chị ơi. À cho em coi cái mặt chờ nào đi chị. Mấy chị Quyền Lam ơi, chị Quyền Mỹ. Cái đất này tâm đo nó dài lắm chị gái ơi. Nó từ năm 50 tới năm 50, 56 đây vừa mấy anh chị nha. Từ năm 50 tới năm 56 đây vừa mấy anh chị. Rồi cái đất này là 8/23. Rồi tiền công xéo này là chỉ có là 390.000 mấy chị nha. Tiền công xéo là 390 nha. Dạ em đang đây là bằng 610 mấy chị nha. 3.189.000. 3.189 mấy chị nha. Tiền công xéo là 390. 3.189.000. Rồi em có một đơn thôi mấy chị. 3.189.000 em có một đơn thôi nha. 3.189 là mình có đơn. Rồi em có một cái lắc trái tim này mấy chị nè. Một cái lắc trái tim mấy chị nha. À 3.189 nè. Rồi ok cháu có gì xin đi làm một cái lắc tay nha. Dạ có lắc chân luôn chị Phương Ngọc ơi. Có lắc chân luôn các chị nha. Rồi cái này là 2.24. Nhân cho 3.340 mấy chị nha. Rồi. Tiền công xéo này là chỉ có là 595.000 mấy chị. Rồi cái này là 6 mấy triệu đây. 8.078.000. À 77 các mấy chị nha. 8.077 là mình có đơn à. Rồi 8.077 là mình có đơn mấy chị nha. Có. Rồi 8.077 là mình có đơn mấy chị nha. 8.077 là mình có đơn à. À lát tay em đang đeo bao nhiêu tiền về em hả? Rồi ok. Tiền công này là 595.000. Trăm hai mấy triệu nãy báo giá em quên mất tiêu rồi. Rồi cái đó em đang đeo là 23 triệu. Rồi 23 chỉ 8/38. 23 chỉ 8/36 nhân cho 5.250 ha. Tiền công xe là 1.890. Đây mấy chị 127.029.000 mấy chị nha. 127.029.000. Tiền công xe là 1.890.000 ạ.
127 triệu 829 ngàn. 127 triệu 829 ngàn mấy chị nha. Rồi em cảm ơn chị Ngọc Thì nha. Dạ nói chung bây giờ thời nghị hiện đại mấy chị, mình cứ mua vàng online, nhưng mình mua vàng online mình cũng phải kiểm tra kỹ. Mình thấy người ta like từ mình nhiều nhảy vô mua. Chứ để mất công là người ta giả mạo mình á, không phải là bên em giả mạo hay là những tiệm vàng khác á giả mạo, nhưng mà có nhiều cái trang á người ta làm giả cái trang giả mạo của bên em á chị. Trời ok xin làm ok chị. Rồi một chỉ 182 nha, nhân cho 3340. Rồi tiền công xe cho mấy chị là chỉ có là 320 mấy chị nha. Cái này lót chân nha quý anh chị. Cái này lót chân nha. Tiền công xe là 320. Rồi 4.268.000. 4268 là mình có đơn mấy anh chị nha. 4.268.000. Chị Nguyễn Phụng cháu nó lót này ra tìm lấy hay sao tình yêu Nguyễn Phụng ơi. Chị Nguyễn Phụng cháu này ra tìm lấy hay sao chị? Xin đi làm là 3189 lấy đây thì chốt chữ 3189 nè. Phải không chị Nguyễn còn ơi, cháu này nó tìm lấy sao tình yêu ơi. Đúng rồi ok, giùm em mấy chị nha. Nói chung cháu nào chắc cái đó giùm em à. Em còn một cái lắc tay dễ thương lắm mấy chị nè. Rồi cái này là một chỉ 117 nha mấy chị nha. À mấy chị xíu nữa là bên em cũng like vàng 610 nữa mấy chị nha. Chút xíu nữa cũng lên nữa mấy chị. 3340 một chỉ nha mấy chị. À chị Ngọc Thủy là ở Đài Loan đúng không? Em cảm ơn chị Ngọc Thủy. Chị em nhắn là chị có về tìm em một lần rồi đúng không tình yêu. Tiền công này em xe là 390 luôn nha mấy chị. Tiền công xe là 390 luôn nha. Rồi cái này 4 triệu. Ra tìm lấy nha em. Rồi ok ra liền hả chị nha. 4.121.000 mấy chị. 4.121.000 mấy chị nha. 4.121.000 là mình có đơn một cái lót tay. Lót chỉ công rất là chắc chắn luôn mấy chị nè. 4.121.000. Dạ em có giấy kim tiền ở Văn Mai ơi. Dạ có luôn chị. Giấy kim tiền của chị gái nè. Tri kỷ tới đâu đúng không? Trời em chào chị nha. Em thấy cái dòng. Cái dòng. Chị Thảo ơi. Facebook tri kỷ tới đâu nè chị gái. Chị Thảo nè. Trời ơi chị thấy em nghe chị thấy cái dòng em nhớ luôn cái tên của chị thôi không biết rồi đó. À. Đây mấy anh chị, em có một cái dây kim tiền mấy anh chị nè. Đó, chị Văn Mai ơi, dây kim tiền chị Văn Mai nè. Cái này trọng lượng về là 5.062 mấy anh chị nha. À nói bậy mình một cái gì nhé, bé gửi lộn mẫu rồi. Ok chị, chắc nó rớ bụng rồi chị Di Dương ơi. Nó rớ bụng nó gửi nhầm rồi đó. Lát này đi lớn lắm cô Hoa Kim Lý, chắc đi 56 lần hả cô. 5.062 nhân cho 3340 ha. Tiền công xéo này là chỉ có là 790 ngàn, giấy nhỏ thôi hả? Tiền công xéo là 790 mấy anh chị. Rồi cái này là 17.697 ngàn. 17.697 ngàn. Chắc chị Nguyễn Phụng lắc là chị đeo vừa cho Nguyễn Phụng ơi. Hình như em có duyên bán 24 của chị gì á. Rồi ok. Đây là chị Nguyễn Phụng nha, em giấu chị cái này nha. Tiền công xéo là 1.890 ngàn anh chị nha. Ra tiệm liền giùm em anh tình yêu. Ra tiệm liền giùm em nha. Đâu rồi cái giấy kia giờ mất tiêu rồi. Đâu trời. Đồng ký đồng hồ xe đây hả? Đồng hồ xe đây hả? Rồi ok để trưa nay nói sửa lên đồng hồ xe cho cô cho. Báo giá kiệm đang đây hết chị. Rồi ok kiệm đang đây chất lượng lắm hết chị nè. Chất lượng gì á. Công 1890. Đây mấy anh chị, cái kìm đang đeo mấy anh chị nha. Kìm đang đeo là nó có một cái chữ thương hiệu luôn là hình mặt người mấy anh chị nha. Hình mặt người, trọng lượng vàng đó là một lượng 6.53 nha. Bông Cati hình như là có chị Di Dương. Hình như là có mà bây giờ không biết là còn không anh chị nha. Tiền công sale là có chỉ có là 690 ngàn thôi mấy chị. Tiền công sale là 690 mấy chị nha.
Rồi 36.271.000 chị ơi. 36.271 nha mấy chị nha. 36.271 là mình có đơn à. Rồi 36.271 nha mấy chị. Là mà có kiện đang đeo nha. Rồi còn chị nào muốn lên lắc gì nữa không mấy chị ơi? Muốn lên lắc gì nữa không nè? Lên dây chính đó, lên lắc tay 3,5 đi ạ. À. Ok có luôn. Đó tay 3,5 nha. Rồi lắc tay 3,5 đây có luôn nè mấy anh chị ơi, lắc thì bao like cho mấy anh chị luôn. Hôm qua em có soạn cái đông tay toàn tay Cathy luôn á chị. Ơi, em có một cái nhẫn thỏi vàng mấy chị nè, xin che chưa nè. Một chỉ 304 nha, nhân cho 3340. Tiền công sale cái này là chỉ có là 300.000 thôi mấy anh chị ơi. Tiền công sale 300.000 cho mấy anh chị nha. Rồi 4.655.000. 4655 là mình có đơn không mấy anh chị? Ni tay số 12 nha. Ni số 12 luôn. Chị Ruby, Mi Ruby có giấy công á chị, nhưng mà nó tầm khoảng là có 57 chỉ rồi chị ơi, được không chị? Rồi 4655 là mình có đơn không mấy chị nha. 4655 là mình có đơn. Rồi nhẫn thỏi vàng nha mấy chị nha. À, có bông á nhưng mà em không nhớ nữa, còn hôm nay à, có gì nếu mà không lên được bây giờ là có gì trưa nay nha. Chị Nguyễn Phụng đâu rồi? Cháu có lắc tay vô alo giùm em chị Nguyễn Phụng ơi. Nguyễn Phụng yêu dấu, Nguyễn Phụng xinh đẹp ơi. Vô alo giùm em nhả xinh đẹp cái hình qua chị nha. Rồi mới ra lấy được hả chị? Em có một cái đôi tay yêu sẽ làm luôn rồi mấy anh chị. Yêu sẽ làm nhỏ nhỏ nha. Hôm qua em nhớ em có sợ bông tay đầu bông tay Cathy. Nhưng bây giờ mới đâu hết mấy chị ơi. Kim Trần nghe đâu hôm nay không thấy được Kim Trần ơi. Thôi để có nay trưa nay nha chị, trưa nay nha, có gì chút xíu em lên cho chị nha. Nếu em ra coi có em lên cho. Rồi lên lắc tay cái bánh chị nè. Nhã ơi, chị đang làm con ơi. Em có một cái lá trái tim này mấy anh chị nè. Ôi, con kêu mấy anh chị lắc trái tim là đinh luôn mấy chị nha. Dạ thở vàng không có đi 20 chị Nguyệt Nguyệt ơi. Chị muốn lấy phải thêm vàng ra đi nha chị nha. Chứ còn đi tay lớn quá à. Vòng đinh cho nam á. Vòng đinh cho nam mà như là vòng đinh trơn á. Tha Hồng Nguyễn ơi. Là nam đeo được mà. Cái này là 2 chỉ 044 à. Rồi tiền công sẽ là chỉ có là 470.000. Rồi cái này là 7.297.000 mấy chị nha. Rồi 7297 là mình có đơn à. Đẹp chưa mấy anh chị? Lá cái tim nha. Lá cái tim ở chính giữa đó là nó có hình cái dạng bông tai mấy chị nè. Rất là xinh luôn ha. Trời ơi này mẫu này siêu ít mấy chị ơi. Lấy gì xem nhẫn mi ba màu á? Nhẫn mi ba màu trên mâm em không có rồi chị đề hay lên Nguyễn ơi. Để có gì trưa nay em nói sửa soạn cho chị nha. Nhẫn mi ba màu hả chị? Trưa nay xíu sửa lên cho chị cho khoảng 12 giờ 12 rưỡi mấy chị nha. Là sửa lên cho mấy anh chị. Rồi. Em có cái vàng lắc tay 3,7 được không chị gái nào ơi? Lắc lên lạc 3,7 được không chị? Với lại là lắc tay kiểu mà dạng lắc kim tiền luôn nè mấy anh chị nè. Đó, lắc kim tiền là mỗi là có 9 nha. Thế 3,7 được không? Được thì comment lên giùm em gái đó chị nha. Nếu mà được thì comment giùm em nha. 7,2,9,7 hả? 7,2,9,7 thì em giấu chị trái táo nha. Trời, lâu nay chị khỏe không chị? Chị trái táo ơi, lâu nay chị khỏe không? Rồi chị muốn mua thêm gì nữa không thì có gì em lên luôn cho chị trái táo nha. Này Nhã qua phía sau lấy Nhã ơi. Đây mấy anh chị, còn chị nào muốn lên cái lắc nào nữa thì comment giùm em lên luôn cho mấy anh chị nè. Em có lá tay đẹp lắm nè mấy anh chị. Mấy anh chị thấy xinh chưa nè. Bao đẹp cho mấy anh chị nha, đi tay 54, 56 đây vừa mấy anh chị. Cái này là 9,3 nha. Tiền công sẽ là 790 nha quý anh chị nha. Một cái lắc tay tiền công sẽ là 790. Dạ rồi, gia đình Kim Anh Thảo có lời thăm chị nha. Tiền công sẽ là 790 nè.
Rồi 31.852. Rồi một cái lắc tay nha quý anh chị nha, 31.852 là mình có đơn nha. 31.852 là mình có đơn nha quý anh chị. Đẹp chưa mấy anh chị? Trời ơi, xuất sắc cho mấy anh chị nha. À đúng rồi. Em có mặc cái gì là mấy anh chị nè. Lắc 37 bao nhiêu hả? Ok. Có mấy cái mặt học bạc luôn hả mấy anh chị? Mặt bạc có luôn nha. Mặt hồ ly em có luôn nè mấy anh chị nè. Đó. Còn chị nào muốn lên mặt chữ không ạ? Hôm nay em có xe mặt chữ cho mấy anh chị nha. Em có mặt chữ K nè mấy anh chị nè. Đó. Cái nền chữ nó là giống như thế này nè mấy anh chị, chữ K nha. À chữ X nè ha. Đó. Rồi chữ giờ có luôn. Chữ giờ nó có luôn nè mấy anh chị nè. Rồi chữ B phở có luôn nha. B phở có luôn. Tiếp theo là chữ S xì có luôn nè. Tiếp theo là một cái chữ G. Chữ G là có luôn nè mấy anh chị. Chữ G nha, chữ O, chữ D, chữ D. Đó. Chị nào mà có tên sao thì vô nha mấy anh chị. Vô nha. Ôi có cái mặt túi tiền chữ tài luôn nè mấy anh chị nè. Rất là cưng luôn nha mấy anh chị. Xinh cực kỳ luôn. Chữ M có luôn nè mấy anh chị nè. Chị nào mà mua tên chữ thì vô đây mấy anh chị. Chữ A, chữ O, chữ L đầy đủ. Đầy đủ chữ mấy anh chị. Đó, có một cái mặt vàng 610 mà xí ý luôn nè ha. Đẹp chưa mấy anh chị? Lắp tay 397. Hé nhô tình yêu, hé lô tình yêu nha. 397.84 nhân cho 3340. Sáng giờ đi chợ sao giờ? Dạ, giờ bây giờ mới vô chị. Em có mặt Đức Mẹ không chị Bình Cao ơi? Tiền công xe này là chỉ có là 400 ngàn mấy anh chị nha. Rồi tiền công xe là 400 ngàn. Cái này là 13.039.000. Tiền công xe là 400 ngàn mấy chị nha. Rồi 13.039.000. Và phí ship gửi Mỹ tầm khoảng 1 triệu mấy chị Phương Hồ VT gì ơi. 13.039.000 là mình có đơn nha chị Lưu Đoàn gì ơi. Mặt Đức Mẹ em có luôn. Hồi sáng nhớ có sợ mặt Đức Mẹ nè. Mặt Đức Mẹ, mặt Di Lặc gì có luôn mấy anh chị ơi. Chị muốn lấy mặt Đức Mẹ nhỏ hay lớn chị? Chị Bình Cao ơi, chị muốn lấy mặt nhỏ hay mặt lớn chị? Chị nhà con giữa hả? Đó gì, chị con giữa của em là chị gái nè. À, chữ T báo giá hả? Chữ T là có nhãn chữ T được không chị Thanh Trang ơi? Em có nhãn chữ T được không? Chứ còn mặt chữ T là như là bị cháy hàng là chị ơi, mặt chữ T bị cháy hàng chị. Chị thu em công ty vô chị ơi. Dạ đúng rồi, ví dụ như mình chốt đơn thì mình tới tiệm em lấy được hả chị nha. Đơn em giữ trong ngày chị. Ấy là chị muốn lấy mặt nhỏ hay mặt lớn? Nhã ơi ra lấy gì cái mà hai cái mặt Đức Mẹ, lấy mặt Đức Mẹ ok. Nhã ơi lấy gì cái mặt Đức Mẹ cả nhỏ cả lớn luôn. Đây mấy anh chị, em có một cái dạng lắc tay phan lạc nè mấy anh chị nè. Nó có chữ Củ Chi luôn nè mấy anh chị. Cái này là 5.86 nha. Rồi tiền công của này em xem mấy anh chị là chỉ có là 570.000 thôi mấy anh chị nha. Tiền công sẽ là 570 nha. 20.142.000. Rồi tiền công sale cho mấy anh chị là 570. Rồi 20.142.000. Lắc tay đẹp chưa mấy anh chị? 5.86 ha. 20.142.000 là mình có đơn nha. Mặt Đức Mẹ rồi em gái một xíu em sẽ lên cho mấy anh chị luôn nha. Mặt Đức Mẹ. Ơi có cái nhãn học sinh lá đẹp ghê mấy chị nè. Còn chị nào muốn mua nhãn nam không mấy chị? Bây giờ em lên cho mấy chị một vài nhãn nam này nha. Nhãn nam này rất là đẹp luôn nè mấy chị nè. Rồi cái nhãn đầu tiên là cái nhãn chữ tài nè mấy chị. Nhãn chữ tài nha. Lát đỏ, lát lò, phun đá bao, em đeo bao nhiêu hả? Phun đá em đeo đi 56-58 mấy chị ơi. Tiền công là một mặt Đức Mẹ con ơi. Cái này mặt phạt con. Rồi không có gì Đức Mẹ là mặt hình gì. Rồi tiền công xe là 1650 à. 31.336 nha mấy chị nha. 31.336 là lát này. Chị Thảo Dương ơi, đây chị gái ơi, cái nhãn này nhãn hột tràng hả chị nha. Tiền công sẽ là 309 nè. 5.146.000 hả chị. 5146 là mình có đơn nha. Chị cái vòng 980 đi 50 giúp em chuyển tiền trước, chị chuyển trước 50 triệu. Là cái đó là cái vòng mà bao nhiêu vàng, bao nhiêu chỉ chị My Nguyễn ơi? Bao nhiêu chỉ chị My Nguyễn? Chị lấy một lượng hay là lấy 5 chỉ chị?
Chị lấy một lượng hay năm chỉ tình yêu ơi? Chị lấy một lượng đúng không? Một lượng đúng không chị? Chị Liên ơi, rảnh với chị Liên. Nhà gái, bạn gái. Lấy giùm em cái dòng một lượng đi, 50 mất máy nha chị gái nè. Đúng. Trời, chị đợi xíu chị, để em ra em đôi tay em báo giá chuẩn cho chị luôn cho. Ủa. Đây đây mấy anh chị, em có mấy cái dạng nhẫn này nha mấy chị, rất là đẹp luôn ha. Cái này lâu lắm em mới lên cái lô nhẫn nam cho mấy anh chị á. Rồi cái này là lô chữ Phước nè. Chị thấy Nguyễn hôm nay em thấy vô coi like, thấy Nguyễn nè. Thấy Nguyễn xinh đẹp ơi. Alo, chị hỏi là bạn nào bé đó mặc yếu bên quầy mặt dạ? Trên qua đó. Đẹp chưa mấy anh chị? Trời ơi, cái này phải xuất sắc nha. Trang Thiên ơi, mua một cái cho anh xã Trang Thiên nè. Đó, thêm cái lô nhẫn nam là si trắng, si phun cát mà si hay màu nữa đó mấy anh chị nè. Trời ơi, nhức nhối cho mấy anh chị. Rồi, nhẫn nam hình rồng nha. Hình âm thần tài luôn, hình chữ Phước luôn nè mấy anh chị nè. Quá thấy đẹp mấy anh chị. Trưa nay lên nhẫn bi ba màu. Phun tài. Mấy anh chị hôm nay phun tài nữa. Rồi các chị nào muốn lên nhắn nam em lên cho mấy anh chị nha. Chị nào muốn lên nhắn nam thì em lên cho mấy anh chị. Ơi em có hai cái mặt cái chuyền nè mấy anh chị. Hai cái mặt cái chuyền là cái này là hình đá dạng đá tô ba mấy anh chị nha. Màu trà có lại màu đỏ luôn. Màu trà màu đỏ mấy anh chị. Có chưa? Chị kêu con lấy thì ít nhất gì là con phải đó gì ơi, con không biết mẫu. Chị kêu con nhờ mấy chị kia tìm. Chị ra chị lấy với con 5 cái mẫu ngoài đó, chứ ở đây hết mẫu. Đi ra gấp cho chị, nói gì lấy đưa đây. Bước ra gấp, miễn chần chừ nha. Đây mấy anh chị, cái này nhấn nam cho mấy anh chị nha. Cái này nhấn nam, chị nào muốn lên thì em lên cho mấy anh chị nè. Đó, em qua mẫu nha. Rồi em có một cái nhẫn kim tiền mấy chị nè, nhẫn nam... Nhẫn nam hột chuông bia gết có đi 19-20 không em hả? Bia gết đâu ta? Ôi, cái này có đi 20 luôn nè chị Ngọc Đặng nè. Đây là chị. Trời ơi, cái này nó lá ngâu luôn mấy chị ơi. Bao xinh luôn không mấy anh chị. Cái này trọng lượng vàng của nó là 2 chỉ 782. Tiền công sale là chỉ có là 780 chị nha. Si hay màu luôn. Si hay màu phun cát luôn. Tiền công sale là 780. Rồi cái này là 10 mấy triệu đây. 10.072.000 tình yêu ơi. 10.072 chị ơi. 10.072 là mình có đi mấy anh chị nha. Rồi em qua mẫu nè. Em có một cái dạng nhẫn kim tiền luôn nè mấy anh chị. Kim tiền bản nha, cái này ở trên của nó là bản mo lớn mấy chị. Còn ở dưới là đai trơn mấy chị nha. Rồi, cái này thì em có được là hai đơn ha mấy chị. Hai đơn nhưng mà một cái đơn nhẹ vàng hơn. Thì mình tính cái đơn này trước đi. Cái này 8/1 là nhân 3340 ha mấy chị. Tiền công sale là chỉ có là 250.000 nha. Tiền công sale là 250.000. Cái này là 2.955.000. Tiền công sale 250.000 mấy chị nha. 2.955 là mình có đơn nha quý anh chị. Rồi Trần An Nhiên không ai nói tin nhắn nha. Rồi đợi xíu em coi cho chế bạn tin nhắn cho. Cô có chưa? Sao con lấy rồi con nấu cái gì? Chị lấy nhắn đi 20. Rồi ok chị. Đây mấy chị ơi em có một cái mặt đất mẹ nè mấy chị nè. Cái mặt đất mẹ này nha. Đất mẹ này là trọng lượng vàng tại mỗi là cỡ là 1:2, 1:3 nha mấy chị. 1:2, 1:3 nha. Rồi cái này là 1.287. Rồi tiền công sale là chỉ có là Tiền công sale là chỉ có là 320 các mấy chị nha. Tiền công sale là 320. Rồi 4.619.000. 4.619 là mình có đơn cho chị trái táo ơi, còn không chị với là chị nào nãy Bích Dương Bích Ngọc rồi kìa. 4.619.000 nha. 4.619 là mình có đơn cho mấy chị. Có chị Liên có không ta?
cái nhãn 10.72.000 hả? Cái nhãn 10.72.000 là cái nhãn gì vậy ta? Cái nhãn đó như hết rồi, cô Hoa Kim lấy rồi. Em muốn xem vòng 9.80. Vậy rồi chị nhắn tin nhắn là gì ơi, đợi xíu nữa nhân viên gửi hình cho chị xem nha. Tụi nếu gần luôn là mình ra tiền với chị. Nếu mà gần mình ra tiền cũng giùm em nha. Rồi. Có 52 à? Chị Mỹ Nguyễn ơi, em có đi 52 được không chị ơi? Còn đi 50 em hết rồi chị ơi. Em có đi 50 rồi chị, 52 nha, còn đi 50 em hết rồi. Em có một cái nhãn lệ vi. Cái nhãn nam nó hết rồi cô ơi. Em có một cái nhãn lệ vi luôn nè mấy anh chị nè. Trọng lượng vàng là 2.97 nha. Rồi tiền công sale cái này là chỉ có là 780.000 thôi. Cái này là 10.700.000 mấy anh chị ơi. Cái này là 10.700.000 giùm em nha. Rồi 10.700.000 giùm em là mình có đơn. Rồi thôi mấy chị ơi, bây giờ em xuống like mấy anh chị. Chút xíu nữa bé sửa hết like cho mấy chị chốt nha. 10.700.000 là mình có đơn. 4619 rồi các em chốt chị lấy táo một cái mặt cái chuyện đất mẹ nha. Các con một bạn chốt chuyện cưới đi. Dạ xem vòng 24k em chỉ lên vòng kim cương thôi chị ơi. Kim cương đá nước hoàng cao cấp dạ.